Xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Đã có ai nhìn thấy tôi chưa ạ? Vâng, xin chào Khởi Nghiệp. Chào Nguyễn Thu Trang, chào Bảo Ngọc. Chào Nguyễn Thu Trang. Chào Dưỡng Sinh Đường. Xin chào tất cả mọi người. Chào Minh Thiếu Gia. Chào Vũ Khánh Vân nhá. Anh chị em ơi, anh chị em có ai có mặt ở trên đây thì chúng ta comment xuống cho tôi nhìn thấy, tôi gửi lời chào nào. Chào Hoàng Quang, chào Dương Hải Đông. Vâng, xin chào tất cả mọi người. Chào Tùng Nguyễn, chào Thanh Trâm. Chào Nguyễn Thị Thanh An. Lâu quá không gặp bạn An rồi. Chào Nguyễn Hường. Chào anh Lương Hoài Nam ạ. Dạ vâng. Vâng ạ. Chào chào My. Chào Nguyễn Hường. Anh chị em ơi, tranh thủ lúc các bạn khác chưa vào, anh chị em hộ tôi chia sẻ live stream này đến mọi người đi ạ. Buổi tối hôm nay nội dung của chúng ta rất là quan trọng. Vì vậy tôi muốn rằng là có nhiều người cùng tham gia vào buổi live stream hôm nay của chúng ta. Dạ vâng, xin chào mọi người. Anh chị em chờ tôi một chút ạ. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người, chúc anh chị một buổi tối vui vẻ. Chào Trang Nguyễn, chào Nguyễn Đức Đông, chào Nga Sinh. Vâng, xin chào tất cả mọi người, anh chị em chờ tôi một phút thôi ạ. Xin chào tất cả mọi người, chào Vũ Hồng Anh. Chào Nguyễn Thự Yến. Chào Nguyễn Thiến, xin chưa Yến ơi. Vâng. Chào anh Đinh Minh Phú, chào Hà Phạm. Xin chào, xin chào, xin chào, chào Hoàng Công Minh, chào tất cả mọi người. Anh chị em có nghe tôi nói rõ không ạ? Anh chị em có nhìn thấy rõ không? Anh chị hộ tôi comment xong có nhìn thấy rõ không ạ? Vâng, xin chào tất cả mọi người. Rất là cảm ơn anh chị em đã có mặt. Hiện nay trên mạng đã có 146 người rồi. Vâng ạ, hôm nay bởi vì nội dung rất là quan trọng nên tôi mong rằng là anh chị em chúng ta sẽ có 500 người là ít nhất, đúng không ạ? Để chúng ta có thể có được một buổi live stream thực sự là hiệu quả. Rất là cảm ơn anh chị em đã theo dõi tôi trong những ngày vừa qua. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có một nội dung vô cùng là quan trọng. Đầu giờ tôi xin nhắc luôn anh chị em là thế này này, tôi vừa có một cái comment đó, các bạn hộ tôi nhìn cái comment đó, tôi đã pin gắn lên trên đó, là các anh chị em hãy hộ tôi share cái live stream này đến cho tất cả mọi người, bởi vì nội dung hôm nay rất quan trọng. Và tôi không biết là buổi tối hôm nay là cái buổi live stream tôi sẽ kéo dài bao lâu, bởi vì là tôi đoán rằng có khả năng là 2 tiếng thậm chí cũng còn chưa đủ. Nội dung rất là dài và nội dung nó mang tính chuyên môn rất là sâu. Vì vậy thứ nhất là mong anh chị em hộ tôi là share cái live stream này đến tất cả mọi người. Anh chị em lưu ý là có nhiều cách share, một là share lên tường, hai là share vào các đội nhóm. Tuy nhiên khi mà anh chị share vào các đội nhóm ấy thì anh chị lưu ý là đừng share nhiều quá, một người mà share quá 20 thì là có thể Facebook người ta sẽ cảnh báo. Hơn nữa là anh chị em, bởi vì nội dung bài học hôm nay bản thân cá nhân tôi nhắc lại là bản thân cá nhân tôi là cũng phải chuẩn bị tài liệu để đào tạo cho anh chị em. Vì vậy là anh chị em phải liên tục là comment để mà những người vào sau có thể hiểu được cái bài giảng của tôi, và anh chị em cũng có thể là tăng cái tương tác và nhớ được cái bài giảng, bởi vì nội dung nó rất rất nhiều. Anh chị em biết rằng là bình thường một cái buổi đào tạo về vua content hay là và content thậm chí phải kéo dài cả tuần. Chúng ta chỉ có một buổi tối ngày hôm nay thôi. Mà nếu mà nội dung nó mà dài quá thì có thể tôi sẽ tách thành hai ngày, là buổi hôm nay và buổi sau nữa. Vì vậy là rất mong anh chị em là phải theo dõi rất là nghiêm túc và theo dõi đến tận cuối live stream này. Hiện nay đang có 190 rồi. Hôm trước chúng ta có tận cả 1.000 share. Vì vậy ngày hôm nay thì có thể số lượng share nó không được nhiều như vậy chăng nữa, thì tôi cũng rất mong là các anh, các chị, các bạn, các em chúng ta dành thời gian này, một là chúng ta share lên tường của chúng ta, chúng ta có thể là chụp màn hình lại, sau đó chúng ta tag lên, viết lên trên tường của chúng ta share trực tiếp cái live stream này này, rồi đặc biệt là chúng ta share vào các cái đội nhóm để có nhiều người quan tâm hơn.
Thế còn những anh chị em nào hiện nay đang kinh doanh, đặc biệt là những người đang kinh doanh online, thì chúng ta hãy share cho các cái đội nhóm, bởi vì những kiến thức này không dễ gì mà anh chị em có thể có được đâu ạ. Vâng, cảm ơn Trang Thùy rất là nhiều. Và hiện nay đang có 216 người đang theo dõi tôi ở trên này rồi. Tôi nhắc lại là chúng ta sẽ bắt đầu khi ta có tầm khoảng 500 người anh chị nhá. Vì vậy là anh chị em nào hộ tôi một việc đi ạ. Anh chị em hộ tôi là comment đi, chào nhau một câu đi, chào hệ thống một câu đi ạ. Vâng, cảm ơn Sensi rất nhiều. Tôi thì không đẹp trai đâu ạ. Vâng ạ, cố gắng lên đây phục vụ anh chị em thôi. Chào Nguyễn Huyền Trang, chào các bạn, chào Quỳnh Hương Lê Phan. Vâng ạ, chào Thúy Hằng Nga. Không bảnh lắm đâu, ngày nào cũng chỉ được như vậy thôi. Chào Dung Thùy Phạm, Phạm Thùy Dung. Chào Đinh Việt Thăng nhé. Mọi người nghe rõ không ạ? Dạ, ok. Chào Lê Trường Thư, chào Hoa Yến Trường. Hôm trước thì tôi thấy rằng là cái buổi live stream của tôi đã thu hút được rất là đông anh chị em tham dự. Đặc biệt là sau khi mà tôi chuyển cả cái live stream này sang bên YouTube, thì các anh chị em đã đăng ký kênh YouTube rất là nhiều. Vâng, chào chú Phạm Kim Tinh ạ. Dạ, chú lúc nào cũng rất là nhiệt tình. Chào Hà Lít nhé. Đúng rồi, Hà Lít là đang test rất nhiều bạn vào để theo dõi. Chào Nguyễn Hoài Mạnh. Dạ vâng, chào tất cả mọi người. Cảm ơn Hoàng Quang rất là nhiều. Thỉnh thoảng về mặc màu khác đi chứ mặc áo trắng nhiều quá. Cảm ơn Phan Tuấn Việt rất là nhiều. Nghe rõ hình sáng là ok rồi. Tôi đang live stream cho anh chị em bằng điện thoại Oppo đấy ạ. Đúng không ạ? Điện thoại Oppo thì luôn luôn là Kim Nhật Phát. Nếu mà không thấy rõ thì có khả năng là mạng của em hơi có vấn đề nhé. Chào Hana Quỳnh. Chào Mr. A. Này, tôi có một nhận xét đơn giản thế này này, Mr. A ơi. Có lẽ là em hoặc là bạn nên thay đổi lại cái tên Facebook của mình. Nếu chúng ta muốn kinh doanh thì việc đặt một cái tên như là Mr. A tôi nghĩ là nó không thật sự là phù hợp. Chúng ta nên đặt lại, thứ nhất là thuần Việt, và hai là chúng ta sinh ra là chúng ta có một cái tên, tên đó là do cha mẹ đặt ra, và chúng ta nếu muốn người ta tin tưởng chúng ta thì chúng ta nên chuyển về cái tên. Chẳng hạn như tôi cũng muốn lấy một cái tên nào đó gọi như là khác biệt lắm, nhưng mà tôi vẫn lấy tên là Hoàng Trung Dũng bình thường. Và khi mà nhìn vào cái tên có đầy đủ cả dấu như vậy, đầy đủ tiếng Việt như vậy, thì người ta sẽ tăng cường độ tin cậy của mình lên rất là nhiều. Vâng ạ, anh chị em ơi, hiện nay mới có gần 300 người theo dõi tôi. Tôi mong anh chị em là chúng ta nên dành cho tôi xin vài phút thôi, đúng không ạ? Bởi vì khi mà đầu tôi đã vào mà tôi đào tạo live stream rồi, thì tôi sẽ thường là sẽ không kêu gọi các bạn về việc là share và comment nữa đâu. Nên chúng ta thống nhất với nhau ngay từ ban đầu nhé. Thứ nhất là chúng ta hộ tôi share, bởi vì càng đông người tham dự thì năng lượng nó cũng sẽ càng vui, và cái kiến thức này được lan tỏa nhiều người hơn. Tôi cũng đã dành thời gian để chia sẻ với các bạn, thì các bạn cũng hỗ trợ tôi một phần là để làm sao những kiến thức này được lan tỏa nhiều người nhất có thể. Thứ hai nữa đó là chúng ta cũng thể hiện cái sự tôn trọng nhau, và nó rất là lợi cho các bạn. Bởi vì khi mà các bạn mà share những cái live stream có nội dung thiết thực, những cái bài viết hay, thì mọi người cũng sẽ quan tâm rất nhiều tới cái Facebook của các bạn, và các bạn sẽ tăng cường cái tương tác. Vì vậy người ta nói là gì ạ, trong cả một cái dòng đời tấp nập mà chúng ta còn không làm được những việc như là share này, rồi là comment này, rồi là thả, rồi là những cái biểu tượng này, thì chúng ta cũng khó lòng để mà có thể nhận được người khác, người ta quan tâm lại, và việc bán hàng của chúng ta sẽ trở nên khó khăn rất là nhiều. Chào Nguyễn Sơn Tùng, chào Hoàng Thị Huyền Nhung nhá, chào Phúc Minh Lê. Chúng ta sẽ tầm khoảng 1-2 phút nữa thì tôi sẽ bắt đầu. Thế thì trước khi bắt đầu thì thực ra là thế này, tôi xin phép được bắt đầu luôn. Là ngày hôm nay thực ra là ngày tôi rất là bận. Cả ngày hôm nay thì gần như là cả công ty rất là bận rộn, bản thân cá nhân tôi cũng vô cùng là bận rộn. Và buổi tối ngày hôm nay thì anh chị biết rằng là hiện nay thì hàng container, hàng hóa đang gọi như là về công ty, những lô hàng mới và những cái sản phẩm mới đang cập cảng để phục vụ khách hàng. Vì vậy giờ này là bản thân là bà xã tôi cũng như toàn bộ cán bộ nhân viên của công ty tôi vẫn đang gọi như là bốc xếp hàng rồi kiểm tra hàng hóa. Vậy mà tôi vẫn dành thời gian ở đây để chia sẻ với các bạn, các anh, các chị và các em. Vì vậy là tôi biết rằng hiện nay cũng có rất nhiều người đang bận, nhưng mà chúng ta bận thì bận, nhưng mà cái nội dung đào tạo tôi là tận kéo dài 30 ngày. Vì vậy anh chị mà chỉ cần bỏ một ngày, đặc biệt những buổi quan trọng như ngày hôm nay, thì chúng ta cũng đừng có nói là tại sao là chúng ta lại gặp khó khăn trong kinh doanh. Tôi vẫn nói là quan điểm của tôi là thế này, khi tôi đi xem phim ấy, tôi ghét nhất là những người nào mà đi xem phim mà cứ chầu chạy ra chạy vào á. Bởi vì nhiều khi có cái chi tiết quan trọng nhất, hay nhất thì anh chạy ra bên ngoài rồi thì làm sao anh hiểu được cốt truyện. Còn nếu anh xem phim theo cái kiểu rằng anh chỉ quan tâm là cuối phim là chiến thắng dành cho người thiện, thất bại dành cho người ác, thì anh chị chẳng cần đi xem phim đâu, bởi vì phim nào nó cũng vậy. Nội dung phim nào thì cuối cùng cũng là công chúa lấy hoàng tử và cuối cùng là cái thiện lên ngôi. Thế nhưng mà chúng ta xem là chúng ta cần xem các tình tiết và hấp dẫn ở bộ phim chính nằm ở các cái tiền tình tiết, đúng không ạ? Cảm ơn Hoàng Nam rất là nhiều, đúng không ạ?
Vâng, lên 500 lượt xem đi anh chị em ơi, thì tôi sẽ bắt đầu luôn ạ. Ngày hôm nay anh chị em thấy không ạ? Ngay cả một việc như là share này hay là like này, chúng ta cũng còn lười thì cái việc mà chúng ta đi bán hàng thì cũng chắc là cũng sẽ không được duy trì thường xuyên đâu. Cho nên tại sao tôi nói là tôi không thích các cái lớp đào tạo liên quan đến làm giàu là như vậy. Bởi vì khi mà chúng ta tham dự các lớp đào tạo về làm giàu ấy, chúng ta cảm giác năng lượng lên rất là cao. Và chúng ta là coi như là cứ là làm như kiểu chúng ta giàu đến nơi rồi ấy. Thế nhưng mà chúng ta chỉ cần là được tầm khoảng là 3 4 ngày thôi là chúng ta gọi như là chúng ta chán, sau đó chúng ta cảm thấy là chúng ta thất bại, chúng ta không còn năng lượng. Cho nên là các ông thầy dạy về làm giàu là chỉ có thể kích được chúng ta tầm khoảng 1 2 ngày thôi, nhưng mà không ai có thể theo đuổi anh chị em mãi cuộc đời được. Vì vậy ngay cả cái việc mà tôi kêu gọi anh chị về share hay là like hay là comment cũng như vậy thôi, điều đó tôi nhắc lại là tí tôi sẽ giải thích là nó cực kỳ quan trọng với các bạn, với chính các bạn nữa. Thế nhưng mà đôi khi chúng ta cũng không làm được ạ. Bởi vì tôi nhắc lại lần nữa là chúng tôi có đầy đủ công cụ để biết được là ai đã share thật, ai chưa share, ai có comment, ai không comment. Thế nhưng mà chúng ta vẫn cứ lặng lẽ chúng ta theo dõi được như vậy thì không được. Thế thì báo cáo anh chị này thì cũng là để phần quà. Tôi thấy nhiều khi đúng là chẳng ai như tôi cả. Đã mất thời gian đi đào tạo là một này đúng không ạ? Xong lại còn thời gian chia sẻ tri thức cho các bạn, nhưng đôi khi vẫn phải có quà. Thế tóm lại như vậy, vậy thì hôm nay là món quà rất đặc biệt là thế này. Ở trên tay tôi đang là một sản phẩm rất là tuyệt vời. Đó là sản phẩm The Collagen xuất xứ từ Australia. Chúng tôi nhập khẩu trực tiếp và hàm lượng thì rất là ổn để giúp cho chị em phụ nữ có một cái làn da căng mọng này, có cái mái tóc để móng tay rất là chắc khỏe. Đặc biệt là nó tái tạo lại các cái tế bào để làm sao chúng ta lưu giữ được tuổi xanh thanh xuân một cách nó dài hạn nhất có thể. Hiện nay trên thị trường thì có rất nhiều các sản phẩm liên quan đến collagen. Thế nhưng mà đây là một trong sản phẩm collagen chúng tôi có thể tự tin đánh giá rằng là tốt nhất trên thị trường hiện nay. Cái sản phẩm này khi mà chúng tôi chuẩn bị giới thiệu chính thức ra thị trường thì có giá bán đâu đó loanh quanh tầm khoảng gần cả triệu đồng. Vì vậy tôi xin tặng cái phần quà này. Và tên thư chuyện là ngày hôm nay thì chúng tôi nhập về và tay này tôi lấy ngay một lọ đầu tiên về đây. Và tôi sẽ xin tặng cho bạn nào mà có nhiều lượt share nhất. Và share này là share gọi là được chấp nhận chứ không phải là kiểu share ảo đâu anh chị em nhé. Tặng cái sản phẩm này, tôi nhắc lại là sản phẩm này lên đến cả triệu đồng. Đây là sản phẩm rất đáng quý. Nếu mà là phụ nữ thì anh chị em có thể dùng luôn và cho tôi biết ngay cái kết quả tuyệt vời. Còn nếu anh chị em là đàn ông chẳng hạn thì anh chị em hoàn toàn có thể, đây là một món quà tuyệt vời để dành tặng cho mẹ mình, dành tặng cho người yêu mình, dành tặng cho vợ mình. Và tôi nhắc lại lần nữa là chúng tôi vô cùng tự hào và đem đến những sản phẩm tuyệt vời thế này về cho thị trường Việt Nam. Đây là sản phẩm The Collagen Extra Plus, vâng ạ, được xuất xứ hoàn toàn từ Australia. Tôi nhắc lại là đến cuối chương trình thì thư ký của chúng tôi sẽ thống kê những người nào mà có lượt share nhiều nhất, hoặc cũng có thể là share không nhiều nhưng mà có nhiều cái comment chất lượng nhất và cái thái độ học tập tuyệt vời nhất, thì chúng tôi có đủ công cụ để theo dõi điều này và tôi xin tặng sản phẩm này. Và tôi nhắc lại lần nữa là cái này là anh chị em gọi là mang tặng và mang dùng thì đều tuyệt vời cả. Đây là một trong sản phẩm có chất lượng rất cao dành cho chị em phụ nữ, đặc biệt là chị em phụ nữ từ tuổi tầm khoảng 25 trở lên chẳng hạn là đã rất là quan trọng rồi. Anh chị thừa biết là collagen nó quan trọng như thế nào. Vâng, thế thì báo cáo anh chị em là tôi xin phép được tiếp tục luôn. Và tôi một lần nữa là tôi xin nhờ tất cả các anh, các chị, các em ở trong hệ thống. Tôi nhắc lại lần nữa đó là bài giảng hôm nay của tôi nó rất là quan trọng. Vì vậy là anh chị liên tiếp là anh chị comment lại các cái nội dung. Bởi vì nếu không, tôi nhắc lại là anh chị sẽ không thể nào nắm bắt được bài giảng này đâu. Vì bài giảng này là một bài giảng rất khó. Mà nếu anh chị em tham dự một cách gọi là lớp học offline ấy, mà anh chị đi học ở bên ngoài ấy, thì thậm chí anh chị phải học cả tuần liền. Và anh chị phải trả rất nhiều tiền để có khóa học ngày hôm nay. Bởi vì content là phần quan trọng nhất, thuộc loại quan trọng nhất đối với những người làm về marketing sản phẩm, những người làm kinh doanh. Và tôi nhắc lại là kể cả anh chị em không kinh doanh cái gì cả, thì cái việc mà anh chị em viết những cái bài viết trên Facebook làm thế nào, cảm ơn Phạm Văn Cường nhá, tôi chưa thể vào bài ngay được. Bởi vì tôi nhắc lại lần nữa đó là cái gì cũng thế thôi, kinh doanh không thể là câu chuyện là chúng ta vội vàng chúng ta. Và tôi nhắc lại lần nữa là ngay cả ngày hôm nay nếu anh chị em nào mà không nghe tôi từ đầu đến cuối và thậm chí là không tham dự ở buổi sau nữa thì cái kiến thức này anh chị cũng chẳng giải quyết vấn đề gì đâu. Chúng ta đừng vội vàng, kiểu gì tôi cũng giảng cho anh chị hết trong ngày hôm nay và chúng ta sẽ có được cái gọi như là kết quả tốt đẹp nếu ta tham dự cái buổi live stream này. Ở đây trước hết tôi nói luôn là người kinh doanh của chúng ta luôn luôn có một cái tật rất xấu là chúng ta luôn muốn khách hàng mua sản phẩm dịch vụ của chúng ta và chúng ta muốn kiếm nhiều tiền. Thế nhưng mà khi mà khách hàng yêu cầu chúng ta, đối tác yêu cầu chúng ta làm một điều gì đó thì thường là chúng ta sẽ ngại ngùng hơn. Và cái tính chia sẻ, cái tính cho đi thật sự của chúng ta cũng tương đối là thấp. Nên tại sao nếu như tất cả chúng ta đều tham gia vào cái bài giảng một cách tích cực và hiệu quả tốt, hiệu ứng tốt thì có thể là bắt đầu 9 rưỡi là tôi có thể giảng được luôn đến 12 rưỡi. Nhưng bởi vì chúng ta có một số người
cũng rất là hạn chế, cũng rất là ngại ngần làm số việc nọ việc kia. Vì vậy là bài giảng của chúng ta sẽ chỉ thực hiện khi mà tất cả mọi người đều sẵn sàng, đúng không ạ? Vậy là tôi xin phép được bắt đầu luôn. Thứ nhất, anh chị em biết rằng là hiện nay cái content marketing ấy là một hoạt động vô cùng là quan trọng, là một nội dung quan trọng mà những người làm marketing và những người làm kinh doanh phải nắm được. Thế thì tại sao có những cái bài người ta viết trên Facebook hoặc là đăng trên báo, hay là thậm chí là những cái video clip quay ở trên YouTube có hàng nghìn người xem, hàng vạn người xem, trong đó có nhiều người thì khi tung lên một cái nội dung như vậy thì không ai quan tâm cả. Thế thì ở đây tôi nhắc lại lần nữa là để có thể làm được content marketing thì anh chị em ít nhất phải hiểu cho tôi ba thứ. Một, anh chị phải cực kỳ hiểu cái thương hiệu mà mình đang muốn quảng bá. Thứ hai, anh chị phải cực kỳ hiểu cái sản phẩm mà mình muốn quảng bá. Và thứ ba là anh chị phải cực kỳ hiểu cái nhu cầu khách hàng. Ba cái này mà anh chị em không hiểu thì thưa các anh chị rằng là chúng ta đừng có viết content làm gì, mất thời gian. Thế thì chúng ta dành quảng cáo để chúng ta đi thuê làm PR này, chúng ta thuê làm những cái chương trình marketing rất là tốn kém này, vân vân và vân vân. Thế còn nếu mà chúng ta mà làm content mà chúng ta lại không hiểu về thương hiệu của mình, chúng ta không hiểu sản phẩm của mình, chúng ta cũng chẳng hiểu nhu cầu khách hàng, tốt nhất chúng ta đừng làm content làm gì. Thế thì ở đây tôi xin phép được giới thiệu một cuốn sách, đó là cuốn sách Content is King. Thưa anh chị em, cái cuốn sách này nó được viết bởi là Dan Norris, là một người mà khởi nghiệp thất bại rất là nhiều. Và bản thân là anh ta đã cố gắng mày mò, anh ta làm content, rồi anh ta viết rất nhiều thứ trên website, trên các Facebook, rồi là vân 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 vân. Chào Thuận Lê nhá, nếu bạn cho rằng cái nội dung này là liên quan đến bán hàng đa cấp thì mời bạn ra khỏi đây nhá. Cái này không phải là bán hàng đa cấp và cũng không dành cho những người làm bán hàng đa cấp. Vì vậy nếu bạn muốn làm đa cấp thì bạn có thể theo dõi để bạn lấy kiến thức. Còn nếu bạn nghĩ rằng đây là bán hàng đa cấp thì bạn có thể rời khỏi đây. Hỏi một câu hỏi đã hiểu rằng là bạn là người không hiểu biết gì rồi. Thế thì báo ngay các chị em ở đây là gì ạ? Ở đây content is king. Và tức là chỉ trong vòng tầm khoảng 1 năm thôi thì người đàn ông này đã tạo thành những nội dung cực kỳ hay và được rất nhiều người theo dõi. Và ông ấy đã viết thành cuốn sách là Dan Norris này. Và từ cái khi mà ông chủ của Microsoft viết một câu đó là content is king thì thật sự là trong giới quảng cáo, trong giới truyền thông và những người làm kinh doanh thì đều phải hiểu rằng đó là việc viết content là việc mà ai trong số chúng ta cũng cần phải quan tâm. Nhưng mà làm tốt hay không thì chưa chắc đã là làm tốt. Vì vậy tôi không có mục đích gì là ngoài việc ngày hôm nay là tôi sẽ chia sẻ với chị là làm thế nào để một người bình thường chúng ta có thể viết được một cái content thật sự là thành công. Thế thì bắt đầu luôn bằng ba cái việc anh chị comment xuống dưới đi ạ. Một là chúng ta phải hiểu thương hiệu. Vì là hiểu thương hiệu, vì vậy là cái người viết content sẽ không ai tuyệt vời hơn là chính chúng ta viết cho thương hiệu của chúng ta. Chẳng hạn như tôi là chủ của Rosa Burita, tôi là chủ của Kingsman, tôi là người sáng tạo ra cái thương hiệu đó và tôi cũng là người mà hiểu bản chất của thương hiệu đó. Thế còn khi mà tôi nói cái ý tưởng đó cho những người làm marketing chuyên nghiệp thì người ta thì hiểu được cùng lắm là 60-70% thôi. Cho nên vậy người ta không thể nào làm toát lên toàn bộ cái ý tưởng của tôi về cái thương hiệu này. Nên là cái việc mà để chạm tới trái tim của người khác, chạm tới trái tim của người đọc là không tốt bằng tôi. Vì vậy là lời khuyên đầu tiên là anh chị nên hiểu thương hiệu và anh chị nên là người viết content cho chính cái thương hiệu của mình. Cái thứ hai là hiểu sản phẩm. Thì như tôi đã nói rồi là để ra đời được một sản phẩm như thế này thì chúng tôi đã phải vật lộn làm việc với rất nhiều các cái đối tác, rồi sau đó phải là chăn trở để làm sao có sản phẩm tốt nhất có thể. Vì vậy là từng cái thành phần thôi, hay là cái công dụng thôi, hay là cái quá trình sản xuất thôi là chúng ta phải nắm rất kỹ, rất chắc thì chúng ta mới có thể làm bật được tất cả những nội dung đó để cho khách hàng hoặc đối tác chúng ta đọc, chúng ta hiểu. Cho nên vì vậy là điều thứ hai nữa đó là nếu chúng ta không hiểu sản phẩm, những người bán hàng mà hiểu sản phẩm một cách hời hợt, chúng ta cầm cái sản phẩm trên tay mà chúng ta còn chẳng hiểu công dụng nó là cái gì, chúng ta còn chẳng biết là cái sản phẩm này nó vượt trội so với đối thủ ở điểm nào, chúng ta cũng không hề biết được là cái sản phẩm này vì sao khách hàng lại thật sự cần phải mua, thì chúng ta viết toàn những lời sáo rỗng thôi và người ta đọc người ta cảm thấy phật chán, phật ngại lên và người ta cũng không bao giờ mua sản phẩm dịch vụ của chúng ta. Cho nên tôi mới nói một điều, đó là cái việc mà chúng ta thuê các agency quảng cáo để viết cái gọi là content ấy, đây là một điều mà theo quan điểm cá nhân của tôi, thứ nhất là tốn tiền, thứ hai là người ta không thật sự hiểu, và thứ ba là người ta hiểu thì người ta hiểu một cách mơ màng thôi, người ta không đau đáu giống như kiểu là cái đứa con của chúng ta hoài thai ra vậy. Nên tôi khuyên thật lòng anh chị là chúng ta cần phải tự viết, và đặc biệt để viết được là chúng ta cần phải có cái sự hiểu sản phẩm.
Thế thì anh chị tưởng tượng thế này, nói về sản phẩm thì tôi xin phép dừng lại một chút là thế này. Anh chị phải phân biệt cho tôi hai từ quan trọng này. Một là feature, tức là đặc tính của sản phẩm. Và hai nữa là benefit, tức là cái lợi ích mà khách hàng nhận được khi mua sản phẩm dịch vụ đó. Thế thì đặc biệt những người nào mà nặng về kỹ thuật đấy và những người không biết bán hàng ấy thì thường rất nặng về feature. Tức là sao ạ? Tức là nặng về cái tính năng của sản phẩm đó. Vì vậy nói quá nhiều về tính năng sản phẩm nhưng mà khách hàng đọc người ta không thấy là người ta có ích lợi gì từ tính năng đó. Tôi nói ví dụ thế này nhé. Ví dụ tôi anh là người bán tivi màn hình cong chẳng hạn. Thế tôi thừa biết rằng là cái việc làm ra một cái tivi màn hình cong thì nó rất là khó. Thế nhưng mà nếu anh cứ viết đi viết lại về việc là đây là cái tivi màn hình cong đầu tiên trên thế giới, là làm màn hình cong thì nó đắt tiền này, làm màn hình cong thì nó khó này, rồi là màn hình cong này thì độ góc rộng thế nào vân vân và vân vân. Thế thì cái này thì xin thưa các chị là khách hàng ta không quan tâm, người ta không hiểu. Thế nhưng anh chỉ cần nói một câu là gì? Với cái tivi này, bạn ngồi bất kỳ chỗ nào thì bạn nhìn vào cái góc nào của cái màn hình thì bạn đều có một cái khoảng cách nó giống như nhau. Vì vậy là hình ảnh nó sẽ trung thực hơn, nó sống động hơn và nó trở nên nó thực tế hơn rồi ạ. Thì người ta sẽ cảm thấy người ta cần phải mua tivi đó. Thế còn bạn cứ nói đi nói lại về cái việc là màn hình cong nó khó thế nào về mặt kỹ thuật ra làm sao thì người ta không có hiểu. Đúng không ạ? Cho nên với các sản phẩm khác cũng vậy. Ví dụ như các bạn làm các sản phẩm liên quan đến trắng da chẳng hạn, hay là các bạn làm sản phẩm dầu gội đầu xuân mượt tóc chẳng hạn, các bạn nói toàn về cái vấn đề ví dụ như sản phẩm này được làm từ cái cây gì, làm từ cái hóa chất gì, làm từ cái công nghệ gì. Thế nhưng mà khách hàng ta không thể hình dung ra là với cái công nghệ đấy, với cái hóa chất đấy, với cái sản phẩm đấy thì người ta được lợi gì mà người ta phải bỏ tiền ra mua sản phẩm của bạn. Cho nên vì vậy hôm nào trong cái buổi đào tạo về sản phẩm cũng như đào tạo về cách bán hàng, thuyết phục khách hàng ấy, tôi sẽ nói rõ hơn. Nhưng ở đây tôi xin phép nhắc lại với anh chị một lần nữa, đó là gì? Chúng ta phải là người cực kỳ hiểu sản phẩm. Mà người hiểu sản phẩm thì có nghĩa là chúng ta chuyển được từ cái gọi là feature của sản phẩm, tức là cái đặc điểm của sản phẩm, sang cái gọi là benefit, tức là cái hiệu quả, cái lợi ích mà khách hàng nhận được khi mua sản phẩm đấy. Và đây là điều rất khó. Và những người viết content phải thật sự hiểu sản phẩm của mình và phải đau đáu với cả cái nhu cầu khách hàng thì mới có thể viết được. Cái thứ ba là anh chị phải hiểu khách hàng. Đúng ạ. Anh chị phải hiểu tâm lý khách hàng. Vì vậy có một cuốn sách nữa mà tôi muốn anh chị tìm đọc đi. Anh chị, cái cuốn sách là rất là hay. Nó gọi là Từ Huyệt Cảm Xúc. Nếu anh chị không hiểu cái cảm xúc khách hàng nó như thế nào, anh chị không biết được cái cung giờ buổi tối này khách hàng đang tâm lý ra sao, anh chị không biết rằng là khách hàng mẹ bỉm sữa thì người ta có tâm lý thế nào, thì cái nội dung anh viết ra nó không chạm được vào người khác. Tôi nói ví dụ thế này thôi này. Ngay cả những người đang nghe live stream của tôi đây thôi, nếu anh chị là những người thật sự có nhu cầu về học tập và anh chị là người thật sự làm kinh doanh thì những gì tôi nói ra với anh chị đều cảm thấy rất hay. Thế còn nếu mà những người mà lên đây chỉ để vui đây, để chơi thôi, để soi Hoàng Trung Dũng có gì không hay hoặc là hay thôi, để mà comment nhận xét vớ vẩn thôi ấy, thì toàn bộ những gì tôi nói nó hoàn toàn là vô nghĩa. Nếu anh chị coi đây là một cuộc dạo chơi thôi thì chẳng có gì nó có thể vào tai anh chị được hết. Thế cho nên vì vậy là ngay cả bản thân tôi nói luôn gì, tôi phải nhắc anh chị ngay từ đầu là nếu anh chị cảm thấy rằng cái nội dung này nó là phù hợp, nó là hay thì anh chị hộ tôi chia sẻ với những người khác đang có nhu cầu. Thế còn những người nào, những ai mà cảm thấy rằng anh chị biết rồi, anh chị là cao thủ về content rồi, hoặc anh chị cảm thấy cái nội dung viết content này là một nội dung vớ vẩn. Đúng ạ, đúng rồi, Trần Việt Hà nói đúng đấy. Bạn nào hỏi là đa cấp hay không thì chứng tập một là bạn cũng đang là đa cấp, hai nữa bạn rất là căm thù đa cấp, và ba bạn cũng chẳng hiểu thế nào là đa cấp, và bạn chẳng hiểu thế nào là kinh doanh online. Đây là những con ếch ngồi đáy giếng đó, thì bạn hoàn toàn thể không cần lên tường của tôi để nói những câu chuyện đó, vì tôi nói cái gì bạn không thấy hay đâu. Và bạn sẽ ngồi, bạn sẽ gọi như là nhận định, nhận xét, và bạn gọi như là anh hùng bàn phím. Hôm nay tôi thấy ở trên mạng có một từ rất hay là những kẻ mồm vuông, tức là cái mồm nó gọi là vuông lắm, tôi là nói cạnh nào cũng được. Vì vậy là xin thưa anh chị, đấy là một khái niệm. Thế tôi nhắc lại lần nữa đó, chị anh chị tổng hợp lại cho tôi, đó là để bắt đầu viết content chúng ta phải có ba cái hiểu. Một là hiểu về thương hiệu, thứ hai là hiểu về sản phẩm, và thứ ba nữa là hiểu khách hàng. Thế thì với những công ty nào, và thứ nhất là có nhiều thương hiệu, thứ hai nữa là có nhiều dòng sản phẩm, và thứ ba nữa là có nhiều khách hàng khác nhau, thì cái người viết content nó phải rất là linh hoạt trong việc là chúng ta phải vận dụng tất cả các kiến thức để chúng ta có thể viết những cái content nó đụng chạm đến trái tim của khách hàng. Đấy thì thế này. Thế thì cái yêu cầu tối thiểu của viết content là gì? Một cái bản content ra đời nó cần đạt những yêu cầu như sau. Thứ nhất là người ta phải được thu hút. Tức là anh chị tưởng tượng một ngày là trên cái Facebook, tôi nói cụ thể là Facebook nhé, một ngày cái Facebook của chúng ta là có hàng nghìn bài trên cái timeline của chúng ta.
Cho nên vì vậy là đầu tiên là khi mà nhìn thấy cái content của các bạn, cái nội dung của các bạn này, đầu tiên là người ta phải bị thu hút, bị chú ý đã. Sau khi ta thấy chú ý rồi thì người ta phải có cái gì để người ta đọc. Chứ nếu mà bây giờ ta nhìn thấy là người ta không đọc thì cũng chả giải quyết vấn đề gì. Thế người ta đọc xong rồi là người ta phải đọc từ đầu đến cuối, đúng không ạ? Giống như kiểu là xem live stream của tôi, anh chị phải xem từ đầu đến cuối. Chứ anh chị nhìn thấy xong anh chị lại rời khỏi đây, cái con mắt nó không còn lên đến 500 đây thì nó không còn vui nữa đâu, đúng không ạ? Thế nên đọc là phải đọc từ đầu đến cuối. Đọc từ đầu đến cuối, sau đó người ta phải cảm thấy là người ta là sướng, người ta phải yêu thích những gì mà bạn viết, để dẫn đến việc là người ta phải chia sẻ cho người khác, người ta phải lan tỏa cái những gì bạn viết cho người khác. Thế sau khi người ta lan tỏa xong rồi, nó mới làm cho cảm xúc ta dâng cao, người ta quyết định là người ta quan tâm và người ta đi mua cái sản phẩm mà bạn đang nói tới. Khi người ta mua rồi cho người ta lại còn có một cái nữa là người ta mà so sánh những gì mà người ta đang được trải nghiệm với những gì mà bạn viết ra. Sau đó là người ta còn lên khen các bạn, người ta chê các bạn, và sau đó người ta đặc biệt là người ta lại đi mua lại sản phẩm các bạn, hoặc người ta trở thành cái người lan truyền sản phẩm các bạn cho những người khác. Thì nếu mà có được những content như vậy thì những là những content tuyệt vời. Thế còn chính vì cái lý do này nên tôi lời khuyên rất thật lòng với các bạn là anh chị đừng bao giờ đi mua like là một này, đi mua view là hai này, bởi vì tất cả những trò đó là những trò vớ vẩn. Ví dụ tôi có thể là mua view để bây giờ tôi nhìn thấy hàng nghìn người đang xem tôi ở đây. Thế nhưng mà thực tế là có phải là những người xem thật đâu. Đấy là những cái người mà người ta chẳng hề có quan tâm thật, chỉ lên để làm cho mình cảm thấy tự sướng thôi. Thế nhưng mà cái khả năng chuyển đổi thành đơn hàng của chúng ta rất thấp. Người ta cũng chẳng mua sản phẩm, người ta cũng chẳng đọc, người ta cũng chả chia sẻ. Cho nên tôi nói thêm với chị lần nữa là tôi vẫn nhắc lại lần nữa là tại sao tôi vẫn muốn các bạn là hộ tôi chia sẻ nhiều nhóm là vì thế này này. Cùng là cái nội dung đào tạo. Tôi thấy có rất nhiều người đào tạo nội dung nó cũng không đâu ở với đâu, chẳng đâu với đâu cả. Thế nhưng bởi vì người ta chia sẻ được nhiều, thậm chí là có hàng nghìn người xem, hàng nghìn lượt like. Thế tự nhiên là thuật toán nó đánh giá là đây là người nội dung hay, vậy nó sẽ thường xuyên nổi lên timeline các bạn để các bạn xem. Thế còn cái ông thầy nào có thể dạy rất là hay nhưng mà chẳng được ai share, chẳng được ai gọi như là chia sẻ cả. Vì vậy là nó tự nhiên bị đánh giá thấp đi, vì vậy là cái tần suất được xuất hiện và cũng như là cái thuật toán nó làm cho không tiếp cận được nhiều người ấy. Như vậy nó rất là phí những cái nội dung như vậy. Đấy chính là lý do mà tại sao tôi nói là một content tốt đấy. Là bản chất được thể hiện nữa là cái sự quan tâm của người ta, cái sự chia sẻ của người ta, cái sự đồng cảm của người ta, cái quyết định mua sắm của người ta, thì đấy là tiêu chuẩn đánh giá một content tốt. Thế thì đây sẽ là cái phần chính. Ngay sau đây tôi sẽ giải thích cho các bạn cái phần chính đó là thế này. Thế chúng ta phải hiểu là content ấy thì nó được viết và được thực hiện ở trên nhiều cái phương tiện khác nhau. Ví dụ chúng ta đọc báo VN Express chẳng hạn, thế có những bài báo nó rất nhiều người đọc, có những bài báo không ai đọc thì đấy cũng là content, đúng không ạ? Tức là cái nội dung viết nó hay hay không hay. Anh chị lên chương trình TV, anh chị chọn kênh này mà không phải chọn kênh kia thì cũng chỉ nói câu là cái nội dung kênh này hay và nội dung kênh kia không hay. Anh chị mở cuốn sách ra, anh chị đọc chương 1, chương 2 mà anh chị không muốn đọc chương 3, chương 4 thì chị bảo là cái nội dung chương 1, chương 2 nó hấp dẫn. Rồi là anh chị lên Facebook, anh chị cũng đọc Facebook của người này, không thích đọc Facebook của người kia. Rồi anh chị xem lên YouTube, anh chị xem YouTube của người này, thậm chí nghe đi nghe lại nhiều lần, và có những YouTube khác thì làm đủ các trò câu kéo, chả có ai là xem. Thì đấy là có thể thực hiện rất nhiều. Hay là trên cả những cái nhà là Lotus chẳng hạn, hay là trên Instagram chẳng hạn, có những bức ảnh mà có hàng triệu người vào xem và bình luận và làm theo xu hướng của bức ảnh đó. Thế còn nhiều bức ảnh khác thì quăng lên đấy chẳng có ma nào ta vào like cả. Thì tất cả đều là content cả, đều là nội dung cả. Thế thì ở đây là ngày xưa khi mà chúng ta đi học ấy, chúng ta được dạy rất nhiều về môn văn. Thế nhưng mà chúng ta lại thường không quan tâm nhiều đến môn văn. Vì vậy hiện nay cái khả năng nói của chúng ta tương đối tốt, nhưng mà khả năng viết của chúng ta là có vấn đề. Thế nhưng mà vấn đề là viết tốt rồi, nhưng mà trong số hàng triệu người ta cùng cạnh tranh mình. Bởi vì anh chị thấy không, khi chúng ta vuốt cái timeline của Facebook nhé, chúng ta chỉ mất tầm khoảng 5-10 phút thôi là lập tức là thằng khác nó lại nhảy lên chúng ta rồi. Cho nên nếu mà khách hàng người ta không quan tâm, người ta mà lại không gọi như là đọc, thì cái nội dung của chúng ta nó sẽ trôi và chúng ta sẽ không có tác dụng gì cả. Nên đây là một cái sự cạnh tranh mà chúng ta phải làm tốt hơn nữa. Vậy thì để làm tốt được điều này, cái yếu tố đầu tiên, và tôi đang sợ rằng riêng nội dung đầu tiên này thôi đã mất toàn bộ buổi tối chúng ta ngày hôm nay, đó là cách đặt một cái tiêu đề, hoặc là cái cách mà chúng ta có thể làm mở đầu cái content của chúng ta làm sao cho nó hiệu quả. Thế thì ở đây chúng tôi đã cố gắng là liệt kê ra đâu đó tầm khoảng vài chục cách, mà nếu tôi không nhầm thì tôi sẽ liệt kê tầm khoảng 25 cách hoặc là 30 cách để cho các bạn là có những cái mở đầu content nó hiệu quả. Thế thì với tư cách là một người hàng ngày tôi dành rất nhiều thời gian để đọc các cái nội dung trên Facebook, ngày hôm nay buổi tối chúng ta tạm thời là chúng ta gọi như là phạm vi hẹp nó lại, là chỉ nói về Facebook thôi, bởi Facebook cũng là cái mà chúng ta đang tương tác với nhau đây và là cái mà chúng ta đang nói chuyện với nhau chủ yếu đây. Thì tôi nói về Facebook nhé. Thế thì mấy cái content này tôi thấy là các bạn viết là dở lắm.
nên thường là các bạn chỉ có đâu đó tầm khoảng là vài người like thôi, thậm chí là rất ít người share. Thế trong khi đó thì tôi không phải nói hay về tôi, nhưng bản thân bây giờ một cái bài viết tôi kiểu bình bình thì tầm khoảng 200-300 like, thậm chí viết nó cũng bình thường. Và nguyên tắc của tôi là thế này, tôi có thể tôi dạy về content, thế nhưng mà riêng trên Facebook của tôi thì hầu như tôi không bao giờ dùng bất kỳ chiêu trò gì, tôi không áp dụng cái kỹ thuật gì để viết các bài viết hàng ngày cả. Bởi vì là mình có bán hàng đâu, mình có phải thu hút sự chú ý của ai để mà gây nổi tiếng đâu. Vì vậy tôi gần như là viết rất bình thường, thế nhưng mà vẫn có nhiều người là quan tâm. Thế thì ở đây tôi xin phép là giới thiệu chị một số cách như sau, và đến đoạn này là anh chị phải comment liên tục này, và tôi sẽ nói chậm lại nhé. Và đây là đoạn mà anh chị cần phải share nhiều hơn và cũng là comment nhiều hơn, tôi sẽ nói chậm lại cho anh chị hình dung này. Thứ nhất, cách đầu tiên, cách số 1 là anh chị sử dụng các từ khóa mở đầu hiệu quả. Tôi nhắc lại, cách số 1 là sử dụng các từ khóa mở đầu hiệu quả. Thế thì trong cái cuốn sách rất là hay, đó là những lời tự thú của bậc thầy quảng cáo, gọi như là Ogilvy ấy, thì ông ta đã tổng kết được rằng là khi bắt đầu một cái quảng cáo nào, và đặc biệt khi viết bất kỳ một nội dung nào, thì những từ sau đây là được coi là những cái từ mà gọi là cách mở đầu hiệu quả. Tức là khi bạn viết ra cái từ này là bắt đầu mọi người đã muốn đọc phần tiếp theo rồi. Tôi chỉ nói ví dụ ngắn gọn ba từ như sau. Từ đầu tiên là mới, hay tiếng Anh gọi là new đấy, thì bạn viết một từ mới đây, sao bạn chấm than một cái, đúng không ạ? Thì mặc dù cái từ này nó rất đơn giản, nó là mới hay là new, thế nhưng mà những người đọc thì người ta bảo nó mới, mà thì chẳng biết là nó mới cái gì, thế nên người ta chắc chắn là người ta đọc xuống phần dưới không biết là nó là mới cái gì. Cái từ thứ hai rất quan trọng, đó là từ cuối cùng. Từ đầu là mới, từ hai là từ cuối cùng. Thế chẳng hiểu cái thằng này nó định viết cuối cùng là cuối cùng cái gì, cuối cùng nó đã chia tay người yêu, hay là cuối cùng thì nó cũng đã chán đời, hay là cuối cùng nó đã bán được hàng, hay là cuối cùng nó đã tìm ra một phương pháp khoa học. Thì từ đầu tiên là từ mới, từ thứ hai là từ cuối cùng, và đặc biệt những từ này bạn nên cho từ chấm than thì người ta sẽ đọc phần tiếp theo. Và một từ nó nghe rất buồn cười và tương đối là gọi là từ tương đối là củ chuối, nhưng mà nó khá hiệu quả, đó là từ gì ạ? Xin trân trọng giới thiệu. Thế thì thưa anh các chị, tôi nhắc lại lần nữa là từ đầu tiên là từ mới, từ thứ hai là từ cuối cùng, và thứ ba là từ xin trân trọng giới thiệu, và sau đó các bạn chấm than một cái. Còn xin trân trọng giới thiệu thì bạn có thể ghi là từ ba chấm một cái. Thế thì ba cái từ này tôi nhắc lại lần nữa là bây đặt đặt bạn vào tình huống của khách hàng đọc ấy, thì chả hiểu nó còn là mới thì mới cái gì, nó có tóc mới à, hay là nó có một căn nhà mới, hay là nó có một phương pháp mới để dạy con, hay nó là cái gì mới thì cũng không biết được. Thì tóm lại là người ta sẽ đọc, đúng không ạ? Vậy thì báo cáo anh chị là đầu tiên đó là mới, thứ hai là cuối cùng, và thứ ba là xin giới thiệu. Ở đây tôi xin dừng lại một chút ở thế này này. Báo cáo anh chị em là ngay cả việc mà chúng ta comment ở trên mạng này, tôi nghĩ rằng là có những con người mà tôi nghĩ rằng là sẽ vô cùng là không xứng đáng để có thể nhận được bất kỳ một giá trị nào của ai cho đi. Và cái cách tôi nhắc lại là khi đây là lớp học chứ không phải là lớp để chơi, vì vậy là chúng ta hết sức là lưu ý trong vấn đề là comment chẳng hạn nhé. Vừa rồi tôi vừa nhìn thấy ai đó comment tôi trên này là cái gì biển 14 chia sẻ đi ấy. Tôi nhắc lại lần nữa là tôi là người Quảng Ninh, nhưng không có nghĩa là chúng ta nên gọi nhau là biển 14, đúng không ạ? Tôi nhắc lại lần nữa, đó là nếu bạn không tôn trọng tôi sẽ không tôn trọng các bạn. Tôi có tên là Ho, tôi tên là Hoàng Trung Dũng. Bạn muốn học tôi chứ bạn không thể ra lệnh cho tôi, và bạn không nên quy tôi thành biển 14, đúng không ạ? Thế thì bạn quê đâu tôi sẽ gọi tên biển bạn ra đấy, đúng không ạ? Vậy vậy báo cáo anh chị là tôi nhắc lại lần nữa là có những cái nguyên tắc và những cái nguyên lý. Tôi nhắc lại là nếu các bạn cảm thấy là nội dung này các bạn không cần học, các bạn là bậc thầy rồi, các bạn là cao thủ rồi, mà các bạn thấy rằng những nội dung này không cần thiết, các bạn tự động rời khỏi nhà của tôi và các bạn đừng làm phiền đến người khác. Còn nếu các bạn dành những từ không tôn trọng người khác, hoặc là coi rằng mình là bố đời, tôi nhắc lại lần nữa là những người bố đời thật sự thì giờ này không có thời gian để vào xem live stream đâu, mà những người cần học. Còn bạn nào mà bố đời, đề nghị các bạn rời khỏi đây, đừng để tôi phải block các bạn làm gì cho mất thời gian, đúng không ạ? Tôi nhắc lại là ba từ đầu tiên rất quan trọng, đó là mới là một, cuối cùng là hai, và xin giới thiệu hoặc là xin trân trọng giới thiệu. Thế thì đây là cách số 1 là sử dụng những từ khóa mở đầu hiệu quả. Những từ này đã được lặp đi lặp lại và được kiểm nghiệm rồi thì chúng ta cứ thử sử dụng xem sao. Thì đây là cách số 1. Hoàng Nam nói rất đúng đấy ạ, những người mà đang xem ngại chia sẻ và sợ người khác thành công hơn mình, và hai nữa là các bạn ấy luôn luôn nghĩ là các bạn ấy giỏi. Nhưng mà thường là những người mà nghĩ rằng mình giỏi thì lại bản thân là chưa bao giờ cho được bất kỳ ai mà giá trị nào cả, đúng không ạ? Và chỉ là ảo tưởng là mình giỏi thôi. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, đó là nhiều người ngồi dưới tưởng mình giỏi, nhưng mà tôi nói cho live stream thử thế này, được tầm khoảng là 10 phút thì tịt luôn, không nói được câu gì nữa.
và tóm lại là các bạn là thánh cả, nhưng mà cuối cùng không ai thèm xem cái gọi như là nội dung các bạn. Và tóm lại là giờ này vẫn là thay vì người ta đang đi học, người ta đang đi bán hàng thì vẫn đang đi lang thang, đi quấy phá người khác. Hiện nay ở đâu cũng vậy, luôn luôn có những con người như vậy, chúng ta không nên quan tâm nhiều làm gì. Tôi chỉ nhắc nhở một lần như vậy thôi. Thứ hai nữa, cách thứ hai là gì? Ngay tiêu đề hoặc là ngay cái phần mở đầu của content, anh chị đã giới hạn số lượng người nghe lại và thường là làm người ta vô cùng kích thích. Tức là giới hạn đối tượng người nghe, giới hạn đối tượng khách hàng. Ví dụ này, bạn viết như nào này, chỉ dành cho mẹ bỉm sữa chẳng hạn. Hay là chỉ dành cho những nàng dâu mới. Hay là dành cho những người chồng yếu sinh lý. Hoặc là những ông chồng đang bị cắm sừng, hãy nghe. Thì tức là ngay trong cái phần mở đầu đó thì các bạn đã làm cho giới hạn cái tệp lại. Thế thì bạn ghi, mặc dù bạn ghi là gì, chỉ dành cho mẹ bỉm sữa, thì thứ nhất là mẹ bỉm sữa là có khả năng có quan tâm. Thế nhưng mà những người mà không phải mẹ bỉm sữa thì cũng có sự tò mò, nó tại sao cái này là phải mẹ bỉm sữa mới nghe được, mình không mẹ bỉm sữa hay là nó định nói xấu gì bọn chưa có chồng như mình nhỉ. Thế là người ta cũng nghe. Thế hay là ví dụ ghi một câu là gì, những ông chồng bị cắm sừng hãy lưu ý chẳng hạn. Thì thưa anh các chị rằng là mặc dù chẳng có ông nào bị cắm sừng đâu, thế nhưng mà nghe câu đấy giật mình mà xem cái bọn cắm sừng nó có gì, nó phải nghe cái này nhỉ, thì người ta quan tâm hơn. Cho nên cái cách số 2 này là cực kỳ quan trọng, đó là giới hạn đối tượng người nghe lại. Hoặc là chỉ ghi một câu như sau này, những bạn mới có bằng lái xe lưu ý, hay là chỉ dành riêng cho người mới học lái. Thế thì tất cả những cái đó thì bao giờ nó cũng làm cho cái sự kích thích mà nó lên rất là cao. Thế thì ở đây tôi nói luôn là có những cái website người ta bán đồ thể thao ấy, thế thì người ta làm thành hai cái mảng nhé. Bên tay trái người ta ghi là gì ạ, chỉ dành cho vận động viên chuyên nghiệp, bên kia ghi là dành cho khách hàng phổ thông. Thế thì nhưng mà khi mà người ta ghi là dành cho các vận động viên chuyên nghiệp hoặc là thông tin dành riêng cho vận động viên chuyên nghiệp, thì không hiểu sao tất cả những ông gọi như là amateur, những người mà khách hàng phổ thông thì đi bơi hết vào trong cái gọi là chỉ dành vận động viên chuyên nghiệp để đọc. Và thế là bạn đã bị mắc bẫy của người ta làm rồi. Bởi vì bản chất nội dung đó là người ta muốn viết cho những người phổ thông. Thế nhưng mà ghi là phổ thông thì không ai thèm đọc cả, nên người ta ghi luôn là chỉ dành cho đối tượng là gọi như vận động viên chuyên nghiệp, hay là chỉ dành cho nhà vô địch chẳng hạn. Thế là cuối cùng là các bác thì mình chui hết vào đấy đọc. Thì đấy người ta gọi là cái cách nó gọi là lườm rau gắp thịt đấy. Tức là bản chất là mình muốn viết cho đối tượng đấy, nhưng mà mình lại loại họ ra không cho họ đọc. Thì càng cấm thì người ta lại càng đọc. Thế thì cái này nó áp dụng rất là tốt thôi, đúng không ạ? Giống như kiểu phim cấm trẻ em dưới 18 tuổi ấy. Thế tự nhiên nó tạo thành những cái gì là gì? Phim cấm trẻ em dưới 18 tuổi. Thế là cuối cùng là mấy trẻ cháu dưới 18 tuổi lại toàn chui vào xem. Thế cuối cùng xem cả phim xong mới là phim hoạt hình là cái gì đâu, đúng không ạ? Chỉ là phim xếp hình ấy mà, nhưng mà các cháu lại chui hết vào xem. Thế thì cuối cùng là bởi vì người ta đạt được hiệu quả. Chứ còn nếu bây giờ ghi là dành cho tất cả mọi người chẳng hạn thì không ai vào xem đâu. Mà phải ghi là đặc biệt cấm trẻ em dưới 18 tuổi, rồi là kiểm soát thật chặt cho tôi, thì lại rất nhiều người vào xem cái phim dưới 18 tuổi đó. Thì cách số 2 này tôi nhắc lại là cách là gì ạ? Hạn chế cái đối tượng người nghe, và đây là cách mà thu hút được đông người hơn. Thì đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba là gì? Cách thứ ba này là cách nó tương đối là phổ thông nhưng mà vẫn không hề mất đi cái giá trị của nó. Đó chính là hứa hẹn một lợi ích cụ thể. Tôi nhắc lại là ngay đầu tiêu đề của bài viết chúng ta đã hứa hẹn một lợi ích cụ thể. Tôi lấy ví dụ một cái câu này. Ví dụ như là 10 cách giúp bạn hết đau lưng. Đấy là cách mà hứa hẹn một cái lợi ích cụ thể đấy. Hay là ví dụ như là hết đau lưng sau 2 ngày. Thế thì tất cả những người mà người ta đang đau lưng hoặc người ta có biểu hiện đau lưng như tôi chẳng hạn, thì tôi đọc một cái lợi ích là gì? Hết đau lưng sau 2 ngày. Thì tôi khẳng định các bạn thì đại đa số là mọi người sẽ gọi như là vào đọc. Liệu cái thằng này nó có nói phét không mà nó lại bảo là hết đau lưng sau 2 ngày, trong khi mình đau lưng cả tháng rồi không khỏi. Hay là cách thứ hai chẳng hạn này đi, vợ vui hơn từ những lần sau. Thế thì đưa ra một lợi ích là thích chẳng biết là vợ vui là vì là bà ấy có thêm tiền hay là bà ta có thêm cái gì mà tự nhiên lại ghi là vợ chắc chắn vui hơn ở những lần sau. Thế thì làm một cái nội dung như vậy, người ta sẽ đọc ở bên dưới. Rồi lúc đấy bạn tha hồ mà quảng cáo thì là sản phẩm về túi sách hay là sản phẩm về quà tặng hay là sản phẩm về thuốc tăng cường sinh lý hay cái gì đó, thì đều ghi một câu đó là vợ vui hơn từ lần sau. Hay là một cái ví dụ câu thứ ba tôi hay viết là ví dụ như là gì ạ? Cụ thể rất cụ thể là gì? Mua một tặng hai, tính tiền một chẳng hạn. Thì đấy cũng là một cái cách người ta gọi là một cái lợi ích rất là cụ thể. Và cái thứ ba tiếp theo tôi là gì ạ? Kiếm 10 triệu đồng trong 2 ngày. Thế thì những cái đấy là những con số rất là cụ thể. Và đối với cái cách thứ ba này thì anh chị cần dùng những cái từ chỉ về số lượng và khối lượng rất là cụ thể. 2 ngày này, 10 triệu này, nửa tiếng này, lần sau này, và con số càng cụ thể thì càng kích thích người ta đọc. Thì đấy là cái cách thứ ba.
Anh chị chịu khó comment đấy nhá. Tôi nhắc lại lần nữa là bởi vì nếu mà một người mà comment ấy thì anh chị sẽ không theo kịp đâu. Có rất tôi nhắc lại lần nữa là riêng cái phần mở đầu này thì tôi đang sợ rằng tôi dạy hết tối ngày hôm nay còn chưa hết. Và đây là cái phần nội dung mà tôi nhắc lại lần nữa là nếu các bạn theo học ở các lớp mà offline. Tôi nhắc lại lần nữa là các bạn đừng chia sẻ Nguyễn Thị Ngọc Lan nhá, bạn đừng chia sẻ quá 20 nhá. Và hai nữa là khi bạn chia sẻ bạn đừng ấn như kiểu cái máy thế này này, cái thuật toán của Facebook ấy là nếu bạn làm việc đó nó từ từ, ví dụ như là 10 giây bạn chia sẻ một lần thì là bình thường, còn nếu bạn làm như kiểu là cái máy dập thế này bạn chia sẻ liên tục thì chắc chắn bạn sẽ bị nhắc và bạn sẽ bị cảnh báo. Đúng ạ, và đặc biệt chúng ta cũng không nên chia sẻ quá 20 nhóm. Chúng ta nên chia sẻ theo kiểu là giống kiểu từ từ thôi. Chúng ta vừa nghe vừa từ từ thôi. Tiếp tục là thế này, cách thứ tư là đưa cho tôi một tiêu đề sốt dẻo. Tiêu đề sốt dẻo có nghĩa là gì? Tức là chúng ta phải dùng những cái từ mà nó rất là gợi hình, gợi cảm, và nó cũng là cái giá trị thôi nhưng nó không thô tục như cái cách thứ ba. Cách thứ ba thì nó là 10 phút, nó là 2 ngày, nó là 10 triệu, nó là lần sau. Thế còn cái cách thứ tư nó đưa một cái tiêu đề nó tương đối là sốt dẻo và ngôn ngữ nó trau chuốt hơn. Tôi nói ví dụ này, giải pháp đột phá ngăn ngừa rụng tóc. Cái từ là giải pháp đột phá thì đấy người ta gọi là một cái gì đó sốt dẻo này, giải pháp đột phá để ngăn ngừa rụng tóc này. Hay là ví dụ như là công thức mới tăng cường sinh lực đàn ông. Từ là tiếp tục là gì ạ? Bí quyết xứng đáng trao giải Nobel để giúp làm nem chua xuất sắc chẳng hạn. Thế thì tất cả những tiêu đề ví dụ như bạn xứng đáng được giải Nobel khi có công thức làm nem chua này này, bạn xứng đáng được giải Nobel khi bạn áp dụng cái công thức thành công này này, rồi là giải pháp đột phá này, rồi là anh chị thấy cái này hay hay các cái báo hay giật tít đấy, nhan sắc vạn người mê chẳng hạn. Thực ra có ai mê đâu, nhưng mà chẳng hạn để ghi là nhan sắc hai người mê thì ghi là nhan sắc vạn người mê này, rồi là cái gì thần tiên tỷ tỷ này, rồi là cái gì bộ ngực quốc dân này. Thế những cái câu như thế, tức là người ta gọi là những cái tiêu đề nó sốt dẻo, nó rất là hot, dùng những cái, rồi là dùng những cái từ mới mới bây giờ hay dùng ấy, rồi là khi đi thì cái gì nhỉ, khi đi thì nhiệt tình, khi đi thì về, tôi không nhớ câu đó lắm, rồi là đi đung đưa, đi đu đưa gì đấy, tức là những cái từ mà nó đem đến cho người ta một cái gợi cảm, một cái tương đối là hot và cách nói nó hơi hoa mỹ hoa văn, đúng không ạ? Thì đấy là cách thứ tư. Cách thứ năm này, cách thứ năm là đưa ra ngay một cái quà tặng một món đồ miễn phí ngay từ đầu. Cách thứ năm là đưa ra một món đồ miễn phí hoặc một quà tặng ngay từ đầu. Ví dụ này, mẹ bỉm sữa hai con được miễn phí. Bạn cứ ghi thế đi, mẹ bỉm sữa hai con được miễn phí chấm than. Thì chắc chắn rằng là sẽ thu hút rất nhiều các bà mẹ bỉm sữa hai con vào đọc, bởi vì người ta chẳng biết ta được miễn phí cái gì. Hóa ra được miễn phí một bọc bỉm, hay là được miễn phí ship hàng, hay là được miễn phí một khóa học tiếng Anh, hay là miễn phí bơi thử. Tóm lại là nhưng mà người ta sẽ đọc, bởi vì người ta thấy là gì, mẹ bỉm sữa là mẹ còn ghi là hai con, thì cũng làm cho những bà mẹ một con rất thắc mắc và khó chịu khi mà tại sao mình cũng là bỉm sữa mà một con này nó không cho mình, mà phải hai con nó mới cho mình. Thì đây là cách mà thu hút, đúng không ạ? Tiếp tục là gì ạ? Miễn phí học phí một năm liên tiếp. Đấy, tức là đưa ra chẳng biết là học cái gì nhưng mà ông thầy ghi là miễn phí một năm. Nhưng mà bản chất là khi học miễn phí một năm thì ông bắt ông đóng phí cả tận 10 năm rồi. Thế nhưng mà người ta vẫn thu hút bởi những món quà ngay từ ban đầu như vậy. Rồi là ví dụ như là download không giới hạn trong vòng 7 ngày mà không cần gọi như password chẳng hạn. Thế thì ở đây tôi nhắc lại lần nữa đó là con người ta luôn luôn tham và con người ta luôn bị hấp dẫn bởi những câu chuyện như thế. Bởi vì ví dụ tôi nói ngay cả bản thân cá nhân tôi này. Khi mà tôi vào mạng tôi download các cái phần mềm, các cái chương trình chẳng hạn, thì rất khó chịu là khi đã nhìn thấy cái chương trình mà mình cần download rồi, nhìn thấy cái tài liệu mình cần lấy về rồi, thế nhưng mà nó lại bắt mình phải nhập password này, nó phải nhập mà đăng ký này, nó phải làm đủ mọi thứ, đủ mọi trò. Thế cho là vì vậy ở đây nếu mà chỉ cần ghi một câu rằng là gì ạ, download miễn phí trong vòng 7 ngày không giới hạn chẳng hạn, thì làm cho người ta sẽ cảm thấy là vô cùng là muốn người ta đọc xem là cái cách làm thế nào để có thể là tận dụng được một cái tài nguyên nó tuyệt vời như vậy. Đúng nào? Anh chị em ơi, chúng ta đã có hơn 400 người rồi. Anh chị em hộ tôi tiếp tục lan tỏa đi ạ. Chúng ta sẽ cố gắng bứt phá cái giới hạn là 500, đúng không ạ? Không thể nào để cho những cái nội dung nó tuyệt vời thế này mà lại để ít người xem hơn cả những nội dung trước được. Và tôi nhắc lại là chúng ta cố gắng chia sẻ đi, lan tỏa nội dung đi. Và tôi nghĩ rằng là các bạn sẽ được lợi rất nhiều từ việc chia sẻ và lan tỏa đó.
hoặc là các bạn tag tên bạn bè vào và chia sẻ lên tường của mình đi ạ. Cách thứ 6, cách số 6 kinh điển, vô cùng kinh điển, đó là đặt câu hỏi. Đặt câu hỏi, đặt câu hỏi, đặt câu hỏi. Bạn Phạm Quang Hưng nói rằng mạng bị lét. Nếu bạn bị lét thì thưa anh chị, thứ nhất là tôi mong anh chị là đừng thả tim và thả like, tôi đã ghim cái thông báo tôi rồi đấy ạ. Và thứ hai nữa, nếu các bạn khác nghe có bị lag không ạ? Các bạn trả lời tôi cái ạ. Bởi tôi nghĩ rằng mạng của tôi không bị lag, bởi vì tôi vẫn thấy là tất cả mọi chuyện đang xảy ra rất là ổn. Còn nếu mà mạng bị lag thì anh chị kiểm tra lại mạng của cá nhân mình xem. Bởi vì hiện nay tôi đang dùng đường wifi riêng là chỉ phục vụ cho mỗi livestream nên không dùng việc gì khác mà. Anh chị có thể trả lời tôi là có nghe thấy rõ không ạ? Dạ vâng. Cách thứ 6 là đặt các câu hỏi gây tò mò. Đặt các câu hỏi hiệu ứng gây tò mò. Đúng không ạ? Ví dụ thế này này. Đâu là bí quyết kiếm tiền tỷ của các shark? Vì anh chị đặt một cái tiêu đề bài là gì? Đâu là bí quyết kiếm tiền tỷ của các shark chẳng hạn? Thì nó sẽ làm cho rất nhiều người đang muốn kiếm tiền mà chưa kiếm được nhiều tiền như các shark, như shark Hưng, như là shark gì đó. Thì người ta sẽ vào, ô mấy thằng cha này nó kiếm tiền đâu mà nhanh vậy. Tức là người ta sẽ gọi như là tham gia bài đọc. Tiếp theo là ví dụ như là bạn có gọi như là sẵn lòng tiếp nhận 10 bí quyết làm cho làn da của bạn như thời con gái hay không chẳng hạn. Đã đọc những câu nào, tức là bạn có sẵn lòng tiếp nhận 10 cái bí quyết để giúp bạn có làn da như thời con gái hay không? Tức là làm cho người ta cảm thấy rất là tò mò. Đúng không ạ? À đúng rồi, cảm ơn Vũ Thị Ngọc Quỳnh, lúc đi hết mình, lúc về hết buồn. Đúng rồi, dạo này là rất là hạn chế. À cảm ơn, đúng rồi, bởi vì tôi là giảng viên thế hệ 7X. Vì vậy là không thuộc đối tượng quan tâm của các em là 10X và 9X. À, khi mà các em 9X và 10X thì các em ấy sẽ gọi như là rất thích các cái anh giảng viên mà nó phải đẹp dai, nó phải hấp dẫn và nó phải manly cơ, đúng không ạ? Mình thì không thuộc đối tượng đấy, cho nên có thể tạm gọi là những người đang theo dõi tôi thì có thể một là mẹ bỉm sữa này, đúng không? Hai là những người cũng lớn lớn tuổi rồi. Ba là những người mà cũng gọi như là không bị nhạy cảm lắm với đẹp dai thì mới tham gia thôi. Cảm ơn rất là nhiều, đúng không ạ? Giá gì mà tôi quay trở lại thời mà tôi sinh năm 92 chẳng hạn, tức là trẻ thêm tầm khoảng mười mấy năm nữa thì thật là tuyệt vời. Những bài livestream mình chắc sẽ có hàng nghìn người like, hàng nghìn người share, đúng không ạ? Nhưng bởi vì mình ít nhiều tuổi hơn thì mình phải chấp nhận thôi. Cảm ơn rất là nhiều đã nhắc cho tôi một cái điểm yếu, đúng không ạ? Cho nên vì vậy đấy là mình phải hiểu mình là như vậy, mình hiểu điểm yếu của mình. Tí tôi sẽ nói cho anh chị chỗ này. Đặt câu hỏi gây tò mò là cách thứ 6 anh chị em nhé. À, tôi thấy là hình như mọi người typing có vẻ là hơi bị chậm nên tôi sẽ nói chậm lại một chút. À, đưa ra một món quà thì ở đây tôi xin nói thêm là thế này, những cái món quà này thì anh chị đừng tưởng là nó chỉ là món quà về mặt vật chất đâu. Nó có thể là các cái lời khuyên, nó có thể là những cái bí quyết, nó có thể là những cái trải nghiệm, những sự chia sẻ. Cho nên là anh chị nên là đưa cho người ta những món quà đó luôn, và món quà gì nó cũng đáng quý đấy ạ. Bởi vì là chúng ta đưa món quà, các cụ nhà mình có một câu rất hay, người ta gọi là đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Thì chúng ta cứ đưa ra ngay từ ban đầu, tóm lại thì như thế là chúng ta sẽ có thể là được thôi, đúng không ạ? Đấy, vừa rồi tôi đã có cái món quà đầu tiên đưa ra rồi, nhưng có vẻ các bạn trên này cũng không thích quà lắm thì phải. Đúng không ạ? Nhưng mà các bạn nên lưu ý rằng là món quà nó là ngay cả những sự chia sẻ của tôi với các bạn, tôi nghĩ là một món quà rất tốt, và cũng mong là các bạn chia sẻ món quà này với những người khác. Thế thì cách thứ 7 anh chị em này. Cách thứ 7 là gì? Cách thứ 7 là mở đầu bằng một chứng thực. Đây là cái mà rất nhiều người đã tận dụng thành công trong quá trình mà viết content. Đó là chứng thực, tức là cái sự trải nghiệm của bản thân mình ấy. Và bây giờ mình đưa cái kết quả của sự trải nghiệm đó ngay lên đầu tiên của bài content của mình. Đó là gì ạ? Ví dụ bạn ghi này này, vũ khí bán hàng mạnh nhất trên Facebook mà tôi từng biết. Các bạn ghi đây này, vũ khí bán hàng mạnh nhất trên Facebook mà tôi từng biết. Một câu như vậy tôi khẳng định với các bạn là sẽ rất nhiều người vào theo dõi cái bài viết của các bạn. Thứ nhất là gì? Vũ khí mạnh nhất nhưng mà tôi từng biết, thì chứng tỏ rằng thằng cha này nó áp dụng rất nhiều các công cụ vũ khí rồi. Đúng không? Và bây giờ nó thành công thì nó chia sẻ với mọi người. Mà đặc biệt cái câu rất quan trọng, chứ nếu bạn phải ghi thế này thì không hiệu quả này. Vũ khí bán hàng mạnh nhất trên Facebook thì nó cũng tốt, nhưng mà nó vẫn là không ok bằng việc bạn viết là vũ khí bán hàng mạnh nhất trên Facebook mà tôi từng biết. Bởi vì bạn mang xưng danh tôi ra, có nghĩa là tôi đã trải nghiệm, tôi đã làm, và những gì tôi nói ra là những điều mà các bạn nên học tập. Và ít nhất tôi cũng kể lại cái quá trình tôi đã sử dụng nhiều cái vũ khí bán hàng trên Facebook thế nào. Và tôi muốn các bạn không lặp lại cái sai lầm các bạn có được thành công như tôi. Đúng không ạ?
Cảm ơn Trần Thị Vân Anh, Trần Anh Vân, cảm ơn Vũ Khánh Vân, cảm ơn tất cả mọi người. Đó là đúng. Phép này, cái câu ví dụ thứ hai là gì ạ? Hai cuốn sách đã thực sự làm biến đổi cuộc đời tôi. Thế thì thưa anh các chị rằng là cái câu nói là hai cuốn sách. Ở đây tôi xin nhắc là nghệ thuật nhé. Nếu các bạn ghi cái này này, những cuốn sách đã thay đổi cuộc đời tôi ấy. Nếu là những cuốn sách thay đổi cuộc đời tôi thì nó nhiều quá. Và nó làm cho mọi người cảm thấy nó chán, nó mệt. Bởi vì sợ là thằng này có khi nó lên nó ăn cắp cái bài viết của ai đó, nó viết lên trên đấy thì nó bắt mình lại đọc lại toàn những cuốn chả liên quan. Thế nhưng mà nếu ghi là hai cuốn sách, nếu bạn viết là cuốn sách làm thay đổi cuộc đời tôi, nó vẫn không hấp dẫn đâu nhé. Nhưng nếu là hai cuốn sách hoặc là bốn cuốn sách làm thay đổi cuộc đời tôi, tức là một con số nó hơi bất thường một chút, nó không phải duy nhất mà nó cũng không phải là tất cả, mà nó là hai cuốn sách hoặc là bốn cuốn sách, thì nó sẽ làm cho cái người đọc người ta cảm thấy thú vị hơn và người ta tin là đấy là sự thật hơn, là cái việc bạn ghi là cuốn sách duy nhất hoặc là tất cả các cuốn sách làm thay đổi cuộc đời các bạn. Hay là ví dụ như là cái cách tiếp theo đó là lý do khiến tôi không phải đi bệnh viện trong suốt 20 năm qua. Bạn viết cái câu đấy thì đấy là một sự trải nghiệm tuyệt vời đúng không ạ? Lý do vì sao tôi không phải đi bệnh viện trong suốt 26 năm qua chẳng hạn. Thế thì khi mà tôi viết thì chúng ta nên viết những cái từ, ví dụ như đừng ghi là tôi chẳng bao giờ đi bệnh viện thì người ta chưa chắc người ta đã tin. Đúng không ạ? Đấy, thế còn có các cụ, các anh chị mà viết rằng là gì? À, tôi xin lỗi, tôi đang nhìn thấy từ fan ông ghi xuống là con cháu các cụ cả. Đúng không ạ? Đê 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 đấy. Thế thì các bạn viết đây này này. Là lý do vì sao tôi không phải đi bệnh viện trong suốt 26 năm qua. Thì cái từ 26 đấy là một từ nó rất là cụ thể và người ta sẽ tin rằng đây là cuộc đời thật của bạn. Người ta sẽ trừ luôn thằng này năm nay nó 40 tuổi, 26 tôi là 14 tuổi nó đi bệnh viện một lần. Thế thì người ta sẽ vào đọc xem là cái lần 14 tuổi mày đi bệnh viện thì về bệnh gì và tại sao lại tận 26 năm vừa qua mà không đi bệnh viện. Thì đấy người ta gọi là mở đầu bằng một cái sự chứng thực và nó mang tính cá nhân rất là cao và người ta sẽ gây một sự tò mò. Người ta sẽ vào đọc và các bạn đừng viết những câu là 100 bí quyết giúp bạn không bị ốm hay là viết theo kiểu là vì sao tôi chưa bao giờ đi bệnh viện, thì nó vẫn có thể là hấp dẫn nhưng nó không hay bằng cái việc đó là lý do vì sao tôi không phải đến bệnh viện trong suốt 26 năm qua. Đúng nào? Hay là ví dụ tức là vì sao tôi phải mua 4 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khác nhau chẳng hạn. Thì cái bài viết như vậy sẽ làm cho người ta rất quan tâm. Bởi vì đơn giản là gì ạ? Bình thường thì mua một bảo hiểm nhân thọ như vậy mà bây giờ mua đến 4 bảo hiểm nhân thọ thì chắc là nó có vấn đề. Một là những hãng bảo hiểm nhân thọ kia nó có vấn đề gì không tốt, thằng nó phải đổi nhiều bảo hiểm nhân thọ thế. Thế hai nữa là chắc là bảo hiểm nhân thọ nó có một giá trị tuyệt vời mà đến mức độ cậu phải mua tận 4 cái bảo hiểm nhân thọ. Thế thì những cái tiêu đề như vậy hay là những cách mở đầu như vậy nó sẽ làm cho người ta cảm thấy hấp dẫn, nó tò mò, ta thấy rằng có bóng dáng người ta trong đó. Thì cách số 7 này là cách mà mở đầu bằng một cái chứng thực. Đúng không ạ? Và anh chị hết sức lưu ý quan tâm tới điều này. Cái cách thứ 8. Giờ ngày hôm nay thật sự là chưa hôm nào tôi giảng mà tôi cảm thấy là nó tốn 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 năng lượng như này, bởi vì là khi mà đi vào các vấn đề về chuyên môn ấy, nó không đơn giản là có thể là feeling được rồi là feel được như kiểu giảng về các cái vấn đề thái độ này nội dung đâu. Mà đây là tôi đang nói là tôi cố gắng làm sao tôi phải cắt 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 ra thành các đoạn rõ cho các bạn. Vậy thực sự tôi giảng hôm nay nó cảm thấy nó hơi bị mệt hơn so bình thường. Hơn nữa ngày hôm nay là một cái ngày mà vô cùng là vất vả đối với tôi, từ sáng giờ cả công ty cả ngày hôm nay rất là vất vả. Và giờ này tôi xin thông báo luôn là bà xã tôi cũng như các anh em trong công ty vẫn đang ở trên tổng kho nhập hàng kiểm hàng rồi là và có thể là mất cả đêm hôm nay và đang rất cần một người đàn ông như tôi để có thể là hỗ trợ đỡ đần một chút. Thế nhưng mà giờ này vẫn đang ngồi đây để chia sẻ với các bạn thì cũng rất là mong các bạn thông cảm cho vì hôm nay sức khỏe và hai nữa là cũng 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 không thực sự là khỏe lắm. Cách số 8. Cách số 8 là một cách, đó là thực ra là thế này, nếu anh chị nào mà học tôi lâu anh chị sẽ thấy là nếu anh chị đi gom lại tất cả các tiêu đề của tôi thì có thể là một vài tiêu đề nó hợp thành một mục cũng được. Thế nhưng mà tôi cố gắng là chúng ta chia ra thật nhiều cách để khi nào anh chị tiện anh chị dùng cách nào thì dùng. Chứ nếu mà bây giờ chúng tôi mà gom lại thành những cái tiêu đề nó lớn quá ấy, là nhiều khi bản thân một số anh chị đây là sẽ không cách nào để có thể là lấy được ra cái kiến thức ở trong cái phần gom lớn đó để mà anh chị có thể là viết đâu, đúng không ạ? Thế cách số 8 là gì? Cách số 8 đó là làm thế nào? Dùng trực diện tiêu đề là làm thế nào? Ví dụ thế này nhé. Làm thế nào để con nghe lời mẹ?
thì tất cả những cái bà mẹ mà liên quan đến việc là đang có con hoặc là con hư chẳng hạn là sẽ vào đọc để làm thế nào để con nghe lời mẹ. Thứ hai là làm thế nào để mẹ chồng nàng dâu có quan hệ gọi như là trên mức trung bình. Anh chị nên dùng những từ nó là, nếu với chị ghi là quan hệ mẹ chồng làm dâu tốt đẹp ấy thì nhiều người ta không đọc đâu, người ta bảo điêu nói phét. Thế nhưng mà anh chị đưa ra câu là gì, làm thế nào để quan hệ mẹ chồng làm dâu đạt ở mức trên trung bình chẳng hạn, thì nó làm cho người ta cảm thấy nó có gì cần phải quan tâm hơn. Người ta sẽ đặt câu hỏi là tại sao lại phải chỉ trên trung bình thế nhỉ, tại sao không thể biến nó trở thành tốt đẹp, tại sao không cho nó tệ hẳn đi với cái mức là trên trung bình chẳng hạn. Hay anh chị nào mà muốn nó hơi vui một tí, anh chị là gì, làm thế nào mà mẹ chồng và nàng dâu luôn đạt mức quan hệ tình cảm trung bình khá chẳng hạn, thì nó sẽ làm cho người ta cảm thấy là nó có cái người ta muốn đọc hơn là cái việc mà chúng ta đưa ra những cái gì nó tuyệt vời hoa mỹ quá. Cảm ơn các bạn nhé, 450 rồi, các bạn hộ tôi tiếp tục chia sẻ đi ạ. Ngày càng đông người xem và đây là một dấu hiệu rất đáng mừng. Ở trong quan hệ con người và con người, tôi luôn có một câu thế này này. Thà rằng ban đầu bạn nghi ngờ tôi và bạn không tốt với tôi, để rồi sau đó bạn yêu quý tôi và bạn chân thành với tôi, thì hay hơn nhiều là việc mà ban đầu chúng ta đã vội vàng tin nhau, chúng ta đã vội vàng yêu quý nhau, để rồi chúng ta lại nghi ngờ nhau, chúng ta chia tay nhau. Cho nên các cái buổi livestream của tôi để ý rằng là ban đầu thường là bao giờ cũng ít người nghe hơn, nhưng mà rồi sau đó thì càng về đêm, càng về cuối thì bắt đầu năng lượng nó cũng thể nó đi lên, và mọi người bắt đầu, những người thực sự, tôi nghĩ rằng đến giờ phút này 420 người đang có mặt tại đây là những người đang thật sự cần kiến thức, và những người thật sự là nghiêm túc thì sẽ ở lại, và chúng ta chỉ cần quan tâm với những người nghiêm túc thôi, đúng không ạ? Và tôi xin nhắc thêm một lần nữa là các cái anh chị trong ban cán sự lớp ấy, lớp trưởng, lớp trước các thứ đấy, là chúng ta cũng thường xuyên theo dõi của tôi những người mà tích cực ở trên đây, những người mà có thái độ tốt ở trên đây. Bởi vì tôi nhắc lại lần nữa là quà tôi có nhiều lắm, rất nhiều quà thì cho các bạn được. Thế thì người ta nói là trời không phụ lòng người bao giờ, mà người cũng chẳng bao giờ phụ người bao giờ. Gái có công thì chồng không phụ mà, đúng không ạ? Vì vậy tôi sẽ có rất nhiều các cái món quà và cũng như rất nhiều cái sự tri ân đến từ cá nhân tôi cũng như là từ đội nhóm này cho các bạn, và chúng ta cho đi chúng ta sẽ thành công thôi. Thế thì thế này, làm thế nào để con nghe lời mẹ này, làm thế nào để mẹ chồng và nàng dâu có mối quan hệ trên trung bình này, rồi là làm thế nào để tự tin phát biểu trước đám đông 200 người này. Thế thì tôi nhắc lại lần nữa là nếu anh chị viết một câu như là làm thế nào để có thể tự tin phát biểu trước đám đông ấy, thì có thể người ta không nghe. Thế nhưng nếu anh chị ghi là làm thế nào để mà có thể tự tin phát biểu trước 200 người đấy, hay là thậm chí là câu là làm thế nào để bạn có thể tự tin phát biểu trước ban giám đốc chẳng hạn, thì những cái nội dung đấy nó sẽ hấp dẫn hơn, nó sẽ làm cho mọi người cảm thấy bị thu hút hơn là cái việc mà anh chị viết cái gì đó chung chung, mặc dù là đều là làm thế nào, đúng không ạ? Thế thì hay là làm thế nào để kiếm được 35 triệu trong vòng 15 ngày, thì những cái tiêu đề như thế nó sẽ làm cho mọi người cảm thấy nó thực hơn, nó hấp dẫn hơn, thay vì việc chúng ta viết là làm thế nào để làm giàu chẳng hạn. Làm thế nào để làm giàu mà một cái câu đấy mà để giải quyết được thì tôi nghĩ rằng là nó quá là xa xôi, và cái tầm của anh chị nó chưa đạt được mức độ như thế. Hay là làm thế nào để mua được xe Mazda 2 trong vòng 16 tháng chẳng hạn. Thế anh chị nên nhớ rằng con người ta ấy luôn luôn có những cái ám ảnh về con số, và người ta muốn là cái đã là làm thế nào thì nó phải thực tế và nó phải khả thi. Cho nên vì vậy là anh chị luôn luôn cố gắng là khi mà chúng ta đặt bút xuống viết ấy, là chúng ta phải chỉnh sửa, chúng ta phải lưu ý, chứ không phải là cái việc mà chúng ta cứ viết cho nó xong chuyện. Nếu chúng ta làm việc mà nó hời hợt như vậy, chúng ta làm theo kiểu cho nó xong như vậy, chúng ta quay ra cho đổ lỗi là các bài giảng hoặc là những lý thuyết nó không đúng, thực ra không phải đâu ạ. Con người ta hơn nhau là chỉ vì những cái rất nhỏ thôi. Anh chị đi 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 mua quần áo ấy, anh chị thấy là cái đồ hiệu, cái đồ bình thường ấy, nó khác nhau là khác nhau cái cúc, nó khác nhau là khác nhau cái mát, chứ nó không khác nhau về cái chất liệu vải nhiều lắm đâu. Kiểu dáng nó cũng như vậy, nhưng mà những cái gì nó nhỏ nhỏ nó sẽ làm nên cái đẳng cấp. Nên rằng khi mà chúng ta cùng viết một câu là thầy giáo là dạy là làm thế nào, nhưng mà cứ viết là làm thế nào để giàu có, làm thế nào để thành công thì không ai đọc. Thế nhưng mà làm thế nào để mua được xe Mazda 2 trong vòng là 16 tháng ạ, thì người ta lại đọc. Đấy đấy là cái mà tôi muốn là các anh chị hết sức quan tâm lưu ý cho tôi. Tiếp theo cái cách số 9. Anh chị thấy không ạ? Và tôi nói luôn này, tôi giảng cho anh chị từ nãy đến giờ vậy mà chúng ta mới được là 8 cách và 9 cách. Và ngày hôm nay là tôi sẽ cố gắng là giảng cho anh chị tổng cộng là 30 cách. Và 30 cách này thì anh chị có mà anh chị trở thành gọi như là tuyệt đỉnh công phu. Dù là hết 30 cách này thì tôi sẽ chia sẻ với anh chị về những cái khó khăn khi anh chị viết cái gọi như là content này. Rồi tôi giảng cho anh chị về những từ khóa mà anh chị phải đưa vào trong nội dung của content này. Rồi là tôi sẽ viết cho anh chị cái cách gọi như là các cái phương pháp để níu giữ người đọc này, làm thế nào để người ta phải chia sẻ này,
rồi là cái bố cục của content như thế nào này, rồi là cách dùng từ, cách dùng hình ảnh phụ họa ra sao, cách chọn phông chữ, cách chèn các đường link. Và tôi nhắc lại lần nữa là tôi đang sợ rằng riêng cái lớp học về content này, cái bài học về content này nó phải mở rộng hơn so với ban đầu. Tôi dự kiến là một buổi nhưng có khả năng nó lên tận 2-3 buổi mới hết. Đây là nội dung rất là quan trọng. Nên tôi rất mong anh chị là chúng ta chậm hơn một chút thôi cũng được, nhưng chúng ta phải lưu lại và chúng ta phải ghi lại các cái nội dung của chúng ta đến phần số 8 rồi đúng không ạ? Và bây giờ đến phần số 9. 9 tức là dùng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm. Dùng các câu hỏi trắc nghiệm. Thế thì dùng các câu hỏi trắc nghiệm là gì? Thế thì bạn có thể ghi như thế này này. Viết một cái tiêu đề hoặc là một cái nội dung này nhé. Bạn nghĩ mình thông minh đến mức nào? Chấm hỏi một cái, đúng không ạ? Hãy làm bài trắc nghiệm nhỏ sau. Thế thì báo cáo anh các chị là cảm ơn Hoàng Nam nhé. Mình sẽ cố gắng không xóa các cái clip live lại. Nhưng mà mình tiện mình nhắc luôn là gì ạ? Bởi vì là cái clip ấy, ở trên Facebook ấy, nó cũng có một số cái hạn chế nhất định. Và đặc biệt là luôn luôn có những cái gọi như là kẻ quấy phá vào, nhiều khi là comment hoặc làm vớ va vớ vẩn ở trên đó. Cho nên song song với việc là để các clip của tôi trên Facebook thì tôi bao giờ cũng chuyển các clip này sang kênh YouTube. Và tiện đây tôi cũng nói luôn là các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của tôi, đúng không ạ? Và anh chị đăng ký vào cái hình mà có hình quả chuông đó, subscribe xong nhấn vào hình quả chuông đó để nhận được những cái clip mới nhất của tôi. Và trên YouTube thì tôi có kênh YouTube riêng, sắp sửa xây dựng kênh YouTube rất là chuyên nghiệp. Vì vậy là nó lưu vĩnh viễn ở trên đó và cái kênh YouTube nó rất là hay. Cho nên vì vậy là các anh bạn chị đăng ký tôi thêm kênh YouTube nữa, đúng không ạ? Làm thế nào lên nút vàng nút bạc kiếm tiền như bà Tân Vlog thì lúc đấy thì chắc là sẽ cảm ơn chị em nhiều. Thế thì báo ngay chị là thế này, ví dụ này, tôi nhắc lại là cách số 9 là dùng câu hỏi trắc nghiệm. Thế thì khi dùng câu hỏi trắc nghiệm, anh chị đặt câu hỏi ví dụ như là bạn nghĩ rằng mình thông minh đến mức nào? Hãy dành 10 phút để làm bài trắc nghiệm sau. Thì người ta thường là người ta tò mò mà, hoặc là người ta cũng muốn đánh giá sự thông minh, rồi người ta sẽ làm bài trắc nghiệm của bạn về sau. Cái thứ hai là ví dụ như là IQ thật sự của bạn là bao nhiêu? Bạn có bị ngộ nhận không? Đúng không ạ? Nếu bạn tự tin vị trí thông minh của mình thì hãy trả lời 5 câu hỏi dưới đây. Thế thì những cái đấy làm cho con người ta cảm thấy khó chịu. Nó lại bảo mình không thông minh, nó lại bảo mình ngộ nhận là tao xem 5 câu hỏi mày là câu gì tao làm cho mày biết. Đấy, sau đó chúng ta mới kéo xuống kết quả bên dưới là ví dụ như nếu bạn mà làm được 3 câu thì IQ của bạn đó là 120. Nếu bạn làm được 4 câu thì chúc mừng bạn, bạn là ngang Einstein rồi đấy. Tức là nó làm cho một cái bài nó cũng chỉ là vui vẻ thôi, nhưng mà nó có thể là vẫn thu hút được rất nhiều người vào trong cái content của mình. Rồi là ví dụ thế này này. Bạn có biết cái phần trăm nguy cơ mắc bệnh ung thư của mình là bao nhiêu không? Hãy trả lời trung thực 12 câu hỏi sau. Bạn có biết cái xác suất bị ung thư của bạn là bao nhiêu phần trăm không? Hãy trả lời trung thực 12 câu hỏi sau. Tôi vẫn nhắc lại chỉ lần nữa, đó là cái con số nó luôn luôn ấn tượng với mọi người. Vì vậy nếu bạn ghi là bạn có biết cái khả năng bị bạn ung thư là như thế nào không thôi thì nó rất là bình thường. Nhưng bạn ghi là bạn có biết là cái xác suất hay là cái tỷ lệ mà bị ung thư của bạn nó là bao nhiêu phần trăm không? Và bạn hãy trả lời trung thực 12 câu hỏi sau ấy, thì nó sẽ làm cho người ta cảm thấy rằng là người ta bị, thứ nhất là người ta kích thích. Và kể cả những người mà được coi là hay hài hước nhất thì ngay đọc một cái tiêu đề là bạn hãy trả lời trung thực 12 câu hỏi sau ấy, thì người ta cũng trả lời rất là trung thực và người ta cảm thấy rằng là nó rất là hiệu quả với một cái content, một cái bài viết như vậy. Người ta thấy cái hàm lượng khoa học nó cao hơn hẳn là những bài viết chung chung vớ va vớ vẩn. Thì đấy là cách số 9. Cách số 10, cách này rất là hay anh chị nhá, là dùng từ này, đúng ạ, rồi là đi kèm một từ nữa là vì sao. Tôi nhắc lại là cách số 10 là gì, anh chị dùng từ này này và đi kèm một từ là vì sao. Ví dụ cho bạn hình dung nhá, bạn đặt câu ví dụ như sau, bạn viết một câu như sau này: những người đàn ông này luôn biết cách làm vợ mình vui. Nghe tôi nói này, những người đàn ông này luôn biết cách làm vợ mình vui .. Thế thì tất cả đàn ông sẽ bảo: mẹ, thằng đàn ông này là thằng đàn ông nào nhỉ mà nó ghi là những người đàn ông này luôn biết làm cách vợ mình vui, trong khi mình thì vừa bị vợ chửi xong. Thế người ta sẽ đọc, thế lúc bạn ấy giải thích là gì? Đó là những người đàn ông thường xuyên là yêu thương vợ, là những người đàn ông thường xuyên tặng quà cho vợ ngày 20 tháng 10, 8 tháng 3, là những người đàn ông không bị hôi nách, là những người đàn ông mà
bụng xó múi, rồi những người đàn ông mà biết quan tâm đến gia đình nhà vợ vân vân vân, kiểu 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 thế. Thế nhưng mà quan trọng nếu bạn viết bài như vậy chẳng ai đọc đâu, nhưng mà nếu cái tiêu đề là những người đàn ông này luôn biết cách làm vợ mình vui thì nó vừa là hạn chế lại mà người ta không biết là này là những thằng nào, cho người ta sẽ đều đổ vào đọc thì đấy là cái cách đúng không ạ? Hay là ví dụ tiếp theo này, những mái tóc này luôn được đàn ông trên thế giới ngẩn ngơ, những mái tóc này luôn được làm cho đàn ông trên thế giới ngẩn ngơ, đúng không ạ? Hay là những câu nói này đã khiến Donald Trump trở thành tổng thống đấy, những kiến thức này đã giúp cho anh Hoàng Trung Dũng có được ngày hôm nay. Thế thì những cái từ này đó đúng không ạ, rồi là thêm cả một cụm từ là vì sao, này là vì sao Donald Trump vượt qua Hillary Clinton, à đây là câu trả lời. Thế thì báo cáo anh các chị là đây là những cái mà tôi rất muốn anh chị em là dùng, chúng ta dùng từ này nó làm cho cái người đọc người ta cảm thấy à, thế hóa ra tao không phải là những thằng này à, và thế người ta phải đọc, người ta tìm lý do vì sao những thằng đó làm được mà mình chưa làm được, những người đó lại làm được cái điều đó mà người ta lại không làm được. Thì cách này là cách rất hay, đó là cách số 10, đó là dùng từ này hoặc là dùng theo cái từ là vì sao. Tôi nhắc lại nhé, vì sao Donald Trump lại chiến thắng trước Hillary Clinton, đúng không ạ? Đây là những câu trả lời đích thực này. Vì sao những mái tóc này luôn nhận được sự quan tâm của cánh mày râu này? Vì sao những bộ đồ này khiến cho phụ nữ trở nên kém duyên trước mặt người khác giới này? Vì sao thỏi son này đã tạo thành một cơn địa chấn ở Việt Nam này? Thế những câu nói như vậy, đúng ạ, thì nó làm cho con người ta sẽ cảm nên vô cùng là thích thú muốn đọc, và để trở thành cái người ta gọi là hội chứng thành công. Tức là mày làm được thì tao cũng phải làm được, mày có thỏi son này thì tao cũng có quả sỏi thỏi son này, và nó làm cho người ta cảm thấy rất hấp dẫn bài viết của các bạn. Đúng không ạ? Anh chị thấy những gì tôi nói từ nãy giờ có ổn không ạ? Nếu mà anh chị thấy ổn anh chị có tôi comment xuống câu là ổn đi, bởi vì tôi sợ nhất là tôi thao thao bất tuyệt nói từ nãy đến giờ. Tôi không theo dõi kịp màn hình, tôi sợ là các bạn bảo thằng cha này nói toàn bị nhầm hoặc bị sai hoặc toàn những gì các bạn biết rồi. Chúng ta dừng lại một chút thôi, các bạn có thể là comment xuống các bạn thấy rằng là thứ nhất là tốc độ nói của tôi thế này ổn chưa? Thứ hai nữa là cái nội dung này các bạn có thấy là cần thiết không? Và các bạn có thấy rằng là các bạn có thể áp dụng được không? Thì ai mà cảm thấy là ổn này, ai mà cảm thấy là áp dụng được, các bạn thấy là cần chẳng hạn, thì các bạn viết một câu là thật là hay hay là thật là tuyệt vời, động viên cho gọi như là giảng viên tí đúng không ạ? Báo cáo anh chị em, bởi vì là đôi khi chúng ta cũng cần phải tương tác hai chiều đấy, bởi vì nếu mà trên lớp ấy thì cái sự tương tác nó rất là đơn giản, nó rất là dễ, tôi hỏi các bạn được ngay. Thế nhưng mà bởi vì ở trên đây thì nhiều khi là có thể là mình hăng quá, mình sa đà, mình cứ nói thao thao bất tuyệt lên đúng không ạ? Thì nó sẽ không làm cho mọi người là có thể là trả lời được. Nên anh chị cho tôi xin cái là các bạn có thấy rằng là tôi giảng tốc độ này có ổn không? Tôi phải điều chỉnh gì không? Tôi nhắc lại là kiến thức của tôi chia sẻ với anh chị ngày hôm nay là nó bị rất là lớn đấy ạ. Cảm ơn Lê Văn Thiệp rất nhiều. Và tận là 30 cách để chúng ta bắt đầu, anh chị thấy không ạ? Chúng ta không vội được đâu. Bởi vì là nó rất là nhiều nội dung khác nhau, 30 cách để bắt đầu. Vì vậy là anh chị của tôi comment xuống dưới đi ạ. Anh chị thấy hay anh chị ghi là hay, anh chị thấy ok anh chị ghi là ok. Anh chị thấy là không ổn, anh chị thấy là không ổn, anh chị ghi là biết rồi, nếu anh chị biết rồi thì tôi sẽ điều chỉnh và làm sao để cho tất cả mọi người chúng ta ở trên đây, bởi vì là có cảm giác như là một số người bị ngủ gật rồi đúng không ạ, những một số người đang có vẻ là lặng đi rồi nghe tôi nói đúng không ạ. Vì vậy anh chị hộ tôi là ngoài cái việc mà anh chị em comment về nội dung bài giảng nhé, anh chị hộ tôi cho tôi biết để tôi có thể điều chỉnh cái phần chia sẻ của tôi đi ạ. Nội dung ổn không, anh chị thấy có cần tiếp tục phải được chia sẻ vào những nội dung này không, đúng không ạ? Đúng rồi, dùng từ này và vì sao là rất quan trọng. Cách số 10, cảm ơn Hoàng Thị Huyền Nhung rất nhiều. Tôi nói say sưa quá nên tôi cũng không có nhắc lại về các cái vấn đề như là các bạn thứ nhất là comment về bài giảng này. Các bạn đúng rồi, Hoàng Thị Huyền Nhung nói đúng đấy, những kiến thức này đã giúp cho Hoàng Dũng Dũng có được ngày hôm nay. Chính xác đấy ạ. Cảm ơn Trần Văn Đô rất nhiều. Trần Văn Đô đã vừa đưa cái kênh YouTube của tôi lên thì sao đó đúng không ạ? Và mọi người hãy subscribe cái kênh YouTube này của tôi để chúng ta thể cùng giao lưu với nhau tại một kênh khác rất là hiệu quả. Cảm ơn Hà Phạm rất nhiều. Cảm ơn Đặng Triều Dương. Ổn áp là ok rồi. À, như vậy là luôn luôn có một độ trễ khá là lớn giữa cái phần tôi nói và những gì anh chị nghe thấy.
À, tôi nhớ là tôi nói cách đây tầm khoảng là 4-5 phút rồi thì bây giờ anh chị mới nghe thấy đúng không ạ? Dạ, thì anh chị mới trả lời được tôi. Nó có một cái độ trễ. Bởi vì là trên mạng có quá nhiều người nghe thì nó sẽ tạo thành một cái độ trễ nhất định. Dạ, cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn Ngô Hoàng Quỳnh Anh. Tôi sẽ điều chỉnh, tôi nói chậm lại. Dạ, mọi người đều cho là ổn. Cảm ơn Hoa Trần, cảm ơn Bùi Hòa nhé. Cảm ơn Thơm Đào, cảm ơn Vũ Vinh. Cảm ơn Phạm Tiến rất nhiều. Hy vọng rằng sắp tới sẽ được nghe những cái clip chia sẻ của anh Phạm Tiến. Anh Phạm Tiến cũng có rất nhiều phần chia sẻ rất là hay. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn Trần Thanh Nhàn, cảm ơn Dương Tố Loan. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Vâng, ổn là được rồi. Tôi xin phép được tiếp tục nhé, anh chị nhé. Cảm ơn chị Nguyễn Thu Trang, cảm ơn anh chị em rất nhiều đã động viên. Không ổn mà là quá ổn đúng không ạ? Cảm ơn Nguyễn Hường. Một lời động viên như vậy là có thể khiến tôi có thể live stream suốt đêm rồi đúng không ạ? Cảm ơn Vũ Vinh. Cảm ơn tất cả anh chị em đã theo tôi đến giờ phút này. Và một lần nữa thì tôi sẽ cố gắng chia sẻ. Và anh chị em cũng hỗ trợ tôi trong việc là để duy trì được cái động lực, duy trì được cái lớp học chúng ta nó vui vẻ. Thì anh chị em tiếp tục là chia sẻ và share và cũng như là comment. Tôi sẽ nói chậm hơn một chút để anh chị em có thể là comment được lại tất cả cái nội dung này. Bởi vì tôi nhắc lại luôn là gì ạ? Anh chị thấy không ạ? Tôi mới chia sẻ đến lần thứ tức là mới là đến cái tác dụng thứ 10, cái cách làm thứ 10 mà anh chị em đã thấy là chúng ta bị vỡ ra rất nhiều điều rồi. Cho nên có rất nhiều điều trong cuộc sống này chúng ta tưởng rằng chúng ta đã biết nhưng chúng ta làm sai hết hoặc chúng ta không biết đâu. Và chúng ta cứ làm theo thói quen, chúng ta cứ làm theo cái cách nghĩ của chúng ta. Nên các cụ nói một câu rất hay, đó là tất cả chúng ta đều chỉ là những con ếch ở trong giếng thôi. Đúng nào? Chúng ta cứ nghĩ rằng là mình là đỉnh cao của trí tuệ, chúng ta cứ nghĩ rằng là mình là ok lắm rồi. Thế nhưng mà nói thật với anh chị em là trong 10 cách mà tôi chia sẻ với anh chị vừa rồi ấy, anh chị em về mà anh chị em áp dụng một tốt một hai cách thì đã làm cho những bài viết của chúng ta nó có chất lượng và hiệu quả hơn rất nhiều rồi. Chứ chẳng cần đợi đến gọi như là áp dụng tận 30 cách đâu. Mà tôi nhắc lại lần nữa, đó là 30 cách này nó chỉ là 30 cái cách mà gọi như là để mở đầu thôi nhé. Còn cái nội dung của content này nó còn nhiều vấn đề lắm. Thế thì tiếp theo đó là cách thứ 11. Cách thứ 11 đó là gì ạ? Anh chị đừng ngại ngần gì khi dùng từ tôi ngay trong tiêu đề. Anh chị dùng từ tôi trong tiêu đề. Ví dụ là gì ạ? Anh chị viết những câu khẳng định như sau này. Tôi chỉ cần 10 phút là có thể kiếm được 100 triệu. Anh chị viết xuống đi. Tôi chỉ cần 10 phút là có thể kiếm được 100 triệu. Hay là gì ạ? Họ luôn cười cợt tôi khi tôi tham gia bán hàng và tôi đã làm họ thất vọng. Hay là ví dụ như là tôi đã chiến thắng bệnh ung thư. Tôi có quyền tự quyết với phần đời còn lại của mình. Tôi đã từng là một kẻ nát rượu và giờ này tôi đã là người đi chia sẻ kiến thức cho tất cả mọi người. Thế thưa các chị là ngay câu mở đầu đó là một sự tự sự. Bởi vì bản chất là với tiêu đề là tôi ý, thì nó khẳng định là đây là câu chuyện của cá nhân mình. Và hai nữa là rất trực diện. Không có nói chuyện xa xôi là người ta này hay là thế giới hay là các bạn mà nói thẳng là tôi. Đúng không ạ? Tôi đã chiến thắng bệnh ung thư và tôi có quyền tự quyết phần đời còn lại này. Mọi người đều cười cợt tôi khi tôi tham gia đi bán hàng. Đúng không ạ? Và tôi đã làm họ thất vọng này. Rồi là tôi chỉ cần 10 phút là kiếm được 100 triệu này. Thì tôi khẳng định với anh chị em là tất cả những cái nội dung sau đó mà anh chị chia sẻ nó sẽ hút rất nhiều người để mà mọi người có thể là làm được giống như tôi. Thì đấy là cách số 11, đó là xưng tôi ngay trong tiêu đề. Cách thứ 12 thì cũng tương tự như vậy, nhưng mà lần này một lần nữa đó là gọi tên sản phẩm hay là gọi tên cái dịch vụ mà mình muốn cung cấp. Thế thì ở đây tôi xin quay trở lại một câu chuyện, đó là gì ạ? Marketing là phải bán được hàng. Marketing là phải bán được hàng. Anh có lòng vòng, anh có dài ngắn, anh có xa xôi gì thì cuối cùng anh phải bán được một sản phẩm dịch vụ của anh. Cho nên một cách khác nó hơi phũ phàng, nó hơi sỗ sàng nhưng mà nhắc thẳng tên sản phẩm luôn. Ví dụ này này. TV Samsung rõ ràng là đáng giá. Anh viết cho tôi ngay một cái tiêu đề là TV Samsung rõ ràng là đáng giá. Thế khi mà chúng ta nhắc tên tiêu đề mà có tên sản phẩm luôn ấy, thì anh chị phải đi kèm nó một cái biện pháp tôi nói bên trên, đó là phải có một cái gì đấy nó mang tính là cũng văn nghệ một chút, nó hơi thơ văn một chút, nó cũng là một cái gì nó rất là trực diện, tức là nói thẳng luôn là TV Samsung rõ ràng là đáng giá. Hay là viện một câu tiếp là vì sao iPhone đắt mà 62% người dùng smartphone vẫn mua. Thế tức là chúng ta phải đánh trực diện,
vào cái tên sản phẩm dịch vụ luôn. Hay là vì sao nên chọn Liverpool Tech trong số rất nhiều sản phẩm về giải đấu gan nhỉ? Thế thì ở đây tôi nhắc lại lần nữa, đó là chúng ta đưa tên ra một cái sản phẩm dịch vụ của chúng ta. Thế nhưng mà chúng ta phải đi kèm một cái câu nào đó hoặc một cái đoạn nào đó để mà làm cho người ta cảm thấy, người ta phải suy nghĩ một chút. Thế người ta phải phân vân là tại sao thằng nó dám tuyên bố là vì sao TV Samsung đáng giá. Thế nó tại sao lại 62% người tiêu dùng smartphone vẫn chọn iPhone khi mà nó đắt? Thì đấy là cái cách làm cái gọi là content nó rất là trực diện, không loằng ngoằng hoa mè hoa sói gì cả. Thế nhưng mà ghi thẳng, đúng không ạ? Thế còn cái cách 13, cách 13 này rất là hay này. Cách 13 đó là dùng từ cần gấp. Tôi cần gấp việc các bạn share livestream cho tôi. Đã đến lúc chúng ta cần phải dừng lại để share livestream. Tôi cần gấp hành động này của các bạn. Thế thì cái từ cần gấp ấy, ở đây thì báo cáo anh chị em, đây là tôi đùa anh chị vậy thôi. Thế bây giờ cần gấp là thế này anh chị nha. Ví dụ bạn viết một cái content có tiêu đề như sau này: cần gấp cho ai đang rụng tóc. Ok, các bạn nào làm tóc ở đây, các bạn nào đang bán dầu gội đầu, trị dầu gầu ở đây ghi luôn này. Nào, cần gấp cho những ai đang rụng tóc. Ổn, người ta chắc chắn người ta phải đọc. Viết tiếp là gì? Cần gấp cho những phụ nữ đang căng thẳng trong quan hệ với mẹ chồng. Rồi là cần gấp cho những nhà quản lý với quy mô nhân viên ngày đang lớn dần. Thế tôi nhắc lại lần nữa là cái từ cần gấp đó, nó làm cho người ta cảm thấy là có một cái gì đấy, nếu không đọc ngay, nếu không đọc gấp thì có cảm giác như kiểu là nó sẽ bị mất đi cơ hội, nó sẽ làm như kiểu là bị mất đi cái gọi như là cái thành công vậy, nên người ta sẽ đọc. Cần gấp mà. Tức như kiểu nếu mà bạn để trượt ngày hôm nay rồi thì tóc bạn sẽ rụng từng mảng ra. Nếu bạn không đọc ngay ngày hôm nay thì bạn sẽ mất đi một cái cơ hội kinh doanh, bạn sẽ mất đi nhân sự chẳng hạn, vân vân và vân vân. Đúng rồi. Nguyễn Đức Hùng nói đúng này, là tại sao chúng ta nên xem buổi livestream này? Cần gấp buổi livestream hôm nay để bán hàng online hiệu quả. Đúng không ạ? Cần gấp việc thiết lập kênh YouTube cho thầy Hoàng Trung Dũng. Tức là những cái câu chuyện đó là những cái mà nó bị gọi như là làm cho người ta phải cảm thấy người ta phải hành động ngay. Thì đấy là từ cần gấp. Và nó sẽ có tác động về sau là làm cho người ta cảm thấy là người ta phải hành động mua hàng, hoặc người ta phải chia sẻ, hay là người ta phải xem cái livestream này, là cái content này ngay. Thì đấy là câu chuyện về cần gấp. Cái cách số 14 là sử dụng từ đột phá. Nào các bạn comment xuống đi này. Cách thứ 14 là đột phá. Sử dụng từ đột phá. Đúng không ạ? Đột phá, đột phá, đột phá, đột phá, đột phá. Các bạn mà kết hợp với từ cần gấp, các bạn thêm từ đột phá này thì tuyệt vời. Cần gấp cho những người bán hàng online mong muốn có doanh thu đột phá. Cần gấp cho những người bán hàng online, đúng nào, đang mong muốn có kinh, có doanh thu đột phá. Thì cách này là một cách mà tôi nghĩ rằng là anh chị em sẽ nên áp dụng giữa cách 14, cách 13 ta kết hợp lại với nhau. Đúng không? Là cần gấp cho chị em mong muốn có một làn da trắng, gọi là bất thường, đột phá, bất ngờ. Là cần gấp cho những người đang bị xơ gan, mong muốn có kết quả điều trị vượt sự mong đợi. Thì cái câu cần gấp cộng với một cái giới từ, một cái tính từ như là đột phá, như là vượt sự mong đợi, hay là khác biệt chẳng hạn, thì đấy là cách mà làm cho người ta, nó hai cái từ nó chèn với người ta, là cần gấp cho người bị xơ gan chẳng hạn, mong muốn có một kết quả điều trị bệnh gan đột phá, thì sẽ làm cho người ta kích thích nhiều hơn. Và kể cả tôi nói là ngay cả người bệnh, mà khi mà cái người nhà người bệnh mà nghe những cái câu như vậy chẳng hạn, thì gọi như là đừng chần chờ gì nữa chẳng hạn. Cần gấp cho những người bị bệnh tim mãn tính, đúng không? Để có một cái cuộc sống ổn định lâu dài, thì làm cho người ta sẽ cảm thấy là có một cái nhu cầu là người ta phải đọc, và người ta phải xem đằng dưới là viết cái gì mà như vậy. Thế thì ở đây tiếp tục nữa này anh chị này, bắt đầu đến cách số 15 nhá. Cách 15 thì tôi sẽ đổi khác đi một chút để cho anh chị đỡ nhàm chán. Ở trên kia là cách dùng từ, thì bây giờ cách phối chữ. Thế thì cái này thì chắc là sẽ làm cho các bạn cảm thấy hơi hơi thắc mắc này. Nó hơi khác biệt một chút này. Đó là ở cái phần tiêu đề của cái content đó,
là đặc biệt là trên Facebook ấy, là chúng ta vận dụng linh hoạt giữa chữ thường và chữ hoa. Và lời khuyên của tôi đó là cố gắng hạn chế viết cả cái tiêu đề toàn bằng chữ hoa, sẽ làm cho người ta cảm thấy vô cùng mệt. Thật lòng chị em là làm cho người ta cảm thấy rất mệt khi đọc chữ hoa. Và khi ta đọc cái chữ hoa mà nội dung nó chẳng có gì xong thì là người ta đã không muốn, người ta đau mắt, người ta không muốn đọc bên dưới nữa. Cho nên là không nên viết hoa toàn bộ, mà chúng ta phải viết một cách nó cũng rất là bình thường thôi. Hoặc là thậm chí là chúng ta viết toàn chữ thường thôi, nhưng mà đến một cái từ nào đấy mà chúng ta thấy hấp dẫn thì chúng ta có thể viết hoa cái từ đó lên. Đấy, thì còn chúng ta không nên là viết toàn bộ là chữ hoa cả. Ví dụ một cái tiêu đề rất dài là cần gấp cho những người bị bệnh tim có một kết quả điều trị đột phá, mà chúng ta viết toàn bộ cái dãy từ đấy mà bằng viết hoa cả thì thật sự rất là mệt mỏi. Thế là có khi chỉ cần là viết hoa từ cần gấp thôi, sau đó đây là những cái từ khác là hoàn toàn viết bình thường. Thế xong là cái từ đột phá nó có khi lại viết hoa lên. Hoặc là thậm chí tôi viết tất cả mọi cái bình thường nhưng mà từ bệnh tim chẳng hạn thì chúng ta lại viết hoa lên. Đấy, chẳng hạn như là có hoặc là tất cả mọi cái bình thường tôi viết từ điều trị chẳng hạn chúng ta lại viết hoa lên. Thế tôi nói là cái này là cái mà anh chị em hết sức là lưu ý cho tôi. Không phải lúc nào chúng ta cũng viết hoa và chúng ta phải vận dụng. Thế thì ở đây ấy, tôi xin phép dừng lại một chút là nếu anh chị theo dõi Facebook của tôi cũng như là bạn bè Facebook của tôi thì nhiều hơn. Bạn bè Facebook của tôi là có rất nhiều người là có những cách viết chữ là nó không đúng chuẩn đâu. Thứ nhất là người ta thế này, người ta viết là không viết hoa đầu dòng, người ta không có dấu chấm câu cuối dòng, và người ta làm cái độ giãn cách giữa các dòng ấy nó lớn hơn bình thường, và trong cả câu của người ta là người ta không viết hoa bất kỳ chữ nào cả. Thế thì ở đây anh chị sẽ có thể nhiều người không hiểu, mọi người sẽ vào nói theo cái ý rằng là cái kiểu là người này không biết chính tả tiếng Việt là gì, hoặc là cái người này theo kiểu là vô học mới viết như thế. Thế nhưng anh chị đang nhầm, tôi nhắc lại lần nữa đó là hiệu quả là quan trọng. Cho nên là người ta làm cho cái mắt đọc của cái người thường ấy, người ta không vì gặp những cái dấu chấm câu cuối dòng xong lại viết hoa đầu dòng làm cho nó mệt mỏi cái con mắt của người ta. Cho nên người ta mới viết là gì, không viết hoa đầu dòng, người ta cũng chẳng có chấm câu cuối dòng. Thế nhưng mà người ta khi mà xuống dòng thế là người ta đỡ được ngay cái việc là mắt người ta phải chạm ngay vào một cái đoạn tiếp theo, cho nên người ta để cái khoảng cách, cái khoảng trống nó rộng ra một chút. Ví dụ là bình thường chúng ta dùng hai táp chẳng hạn, có thậm chí có người dùng đến ba táp, thậm chí là bốn táp. Nó cũng là cái cách mà làm cho người ta được nghỉ ngơi giữa các đoạn và người ta tò mò xem đoạn cuối đó là cái gì mà lại cách xa như vậy. Cho nên ở đây tiện tôi nói luôn là gì, trong cách viết tiêu đề thì tôi nó rất là nông dân và rất là quê mùa. Nếu mà anh chị em đưa vào cái tiêu đề của mình toàn những cái icon, các cái biểu tượng thì tự nhiên viết bốn năm bông hoa hồng với nhau, tự nhiên lại để một loạt cái con gấu con chó với nhau, xong lại bắt đầu để vỗ tay này, xong rồi hoa này, quả kẹo sô cô la này, ngôi sao này, nó làm cho thực sự rất là mệt mỏi. Và tôi nhắc lại lần nữa là gì, chỉ có những cái người mà đi quảng cáo chạy Facebook ấy, chạy page thì người ta mới làm thế thôi. Chứ còn này, nếu mà chị làm thế trên cái Facebook cá nhân, trên cái content viết quảng cáo, mọi cái nhìn nó rất là phản cảm. Anh chị nghĩ sao nếu chị mở nội dung một cái bài báo ra mà toàn là tiếng vỗ tay với cả con chó với cả con mèo với cả là hình ngôi sao ấy, trông một nó rất là trẻ con, nó không nghiêm túc, nó không đáng tin cậy và nó rõ ràng nó mang nặng cái tính là quảng cáo vớ vẩn. Cho nên là cái trò đấy nó quá là cũ rồi. Vì vậy là anh chị đừng thu hút người ta bằng câu chuyện đó. Nếu thu hút bằng cách đó thì nó bằng thu hút bằng cái chiêu trò, bằng công cụ, bằng tool vớ vẩn. Còn đây chúng ta đang nói về content, tức là nói về nội dung, tức là cái nội dung làm sao để thu hút, chứ không phải là bằng những cái hình thức như vậy, rồi là chữ xanh, chữ đỏ, chữ vàng ấy, nó rất là phản cảm ấy. Thì cách 15 đó là chúng ta phải vận dụng được chữ này, phông chữ này, cách trình bày và trang trí này, làm sao để người ta cảm thấy là người ta muốn tập trung vào nội dung đọc, chứ người ta không bị khó chịu bởi các cái tiêu đề và người ta khó chịu bởi các cái icon làm cho người ta mất đi cái hứng thú để đọc tiếp nội dung rất hay của bạn sẽ viết sau này. Đúng nào? Thế thì ở đây có những ai mà thường xuyên sử dụng cách cũ này comment cho tôi cái xem nào, thử xem nào. Anh chị em tôi nghĩ rằng là ở đây có rất nhiều người là viết cái tiêu đề là tương đủ các loại chữ hoa vào đấy, là đủ các là thậm chí hoa lại còn in đậm đấy. À, xong lại còn icon nữa, xong bắt đầu lại đủ các thể loại chấm than chấm hỏi téo le đấy cả, thì người ta đọc xong cái tiêu đề các bạn người ta đã quá mệt, người ta chẳng muốn đọc cái nội dung tiếp theo nữa, đúng không ạ? Và tôi nghĩ rằng là chúng ta mới hiểu được tại sao chúng ta không được gọi như là người khác ta quan tâm cái content của chúng ta là như vậy. Cái này phải là một thói quen xấu đây chị em ạ. Hoàng Trung Phương nên hạn chế nhé. Lang Phạm cũng thế, chúng ta cố gắng làm sao để chúng ta hạn chế đi. Đúng nào?
Vũ Hồng Anh thì chắc là viết nhiều rồi, bởi vì ngày xưa tôi biết Vũ Hồng Anh thì chắc là thả đủ các loại icon chó mèo lợn gà vào đấy rồi đúng không ạ? Dũng Net cũng thế đúng không ạ? Nhiều lắm à em, nhiều lắm thì bỏ bớt đi nhé. Đúng nào. Đúng rồi Nguyễn Hường ạ, tập trung nhiều vào nội dung, tôi nhắc lại đây là content mà. Ngô Hoàng Quỳnh Anh cũng vậy, nếu em soạn bài giảng, em cũng là giảng viên đúng không? Mà nếu em cho quá nhiều các cái icon và những cái trình bày vào trong cái làm cho người ta rất là mệt mỏi mắt đấy. Đúng rồi, Dương Tố Loan thì hay mắc lỗi tiêu đề là viết toàn chữ hoa. Vũ Đình Phong cũng như vậy, đúng không ạ? In đậm nữa thì mệt lắm Phong ơi, cố gắng làm sao hạn chế đi em ơi. Đúng nào, vì vậy anh chị em thấy không? Nhân sự kiện này tôi nói luôn đấy, tại sao ngay cả các cái logo, các cái công ty, các cái ngân hàng thời gian vừa qua đấy, người ta càng ngày càng đưa cái chữ nó trở nên chân phương hơn đấy. Người ta càng làm cái logo của ta trở nên đơn giản đấy. Thì chúng ta này có quyền là chúng ta lên chúng ta nhận xét là chúng ta là nhiều khi là Hoàng Nam cho tôi lý do là bài giảng cuốn hút quá vì vậy ngại chia sẻ đúng không? Đã thì tôi dừng hẳn lại 5 phút cho các bạn chia sẻ. Kích lên đi, bây giờ đang được 300 hơn 300 người. Tôi dành lại cho các bạn vài phút thì cũng là vì nghỉ giải lao, nhấp cốc nước. Thậm chí là bạn nào mà chưa có thời gian thì có thể tranh thủ đi toilet một chút đúng không ạ? Vươn vai để nghe tiếp bởi vì nội dung còn rất là dài. Quốc Khánh ạ, nên rút kinh nghiệm em nhé, bởi vì là thế này này. Khi mà chúng ta cảm thấy cái content của chúng ta nó không hiệu quả nữa ấy, thì chúng ta phải xem lại mọi thứ. Một, chào dưỡng sinh đường vẫn đang nhìn thấy nội dung của em, rất cảm ơn em. Thế thì Nguyễn Cẩm Vân ạ, đúng là không nên lạm dụng icon phông chữ và màu sắc. Hôm nay tôi cũng tương đối là mệt nhưng mà không sao, chỉ cần mọi người theo dõi tôi giờ này đông vui và mọi người comment và tận tương tác đông này tôi vui lắm rồi. Để bỏ một thói quen này chúng ta phải bỏ từ những cái việc nhỏ nhất, ví dụ như comment của em chẳng hạn đây này, vẫn một thói quan thích icon thì chưa gì đầu đã cho hình mặt nghệ sĩ vào đấy rồi. Bỏ bớt đi những icon đó. Nó làm cho người ta bị tập trung vào những cái icon đó nhiều hơn là tập trung vào nội dung cái content đấy. Đúng không ạ? Cho nên vì vậy là ở thế này này, anh chị để ý ấy. Khi mà người nước ngoài ấy thì Min thiếu gia cứ về nhà đi em ơi, 5 phút thoải mái em ơi. Thế thì khi mà người ta làm các cái slide anh chị thấy không ạ? Người ta sử dụng rất ít các hiệu ứng. Ví dụ như là ở hiệu ứng của content của Việt Nam ấy, làm một cái slide đi trình bày bán hàng chẳng hạn, tự nhiên là mở cái slide ra tiếng vỗ tay. Xong rồi kính choang rồi cái. Đúng không? Xong bắt đầu là lật các slide cứ xoẹt 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 xoẹt. Xong bắt đầu là chữ thì úi dồi ôi, tiêu đề trên là hoa này, in đậm này, phông 30 cái cỡ chữ 32 này. Xong dưới lại bắt đầu là 24 này, xong dưới là 18 này, ôi dồi ôi, nhiều ai cần lắm. Xong là chèn đủ nào là chân trang này, header này, footer này, rồi màu không bao giờ dưới gọi như là 7-8 màu này. Rồi là in đậm này, in nghiêng này. Tôi nói thật anh chị em biết, tôi xin lỗi anh các chị tại sao, cho nên là ở Đoàn Duy có việc làm cốc bia em nhé. Hôm nào mời mọi người làm cốc bia luôn. Cho nên tôi nói là tại sao khi mà nhìn vào phong cách thiết kế của Tây và của ta ấy, tại sao chúng ta cứ bảo là cái phong cách của Tây trông nó Tây và của ta trông nó quê mùa, là bởi vì chúng ta dùng nhiều thứ quá chị em ạ. Có những cái nguyên tắc mà em thấy không? Ở đúng Nguyễn Hường nói đúng đấy, các slide của các hãng nó rất là đơn giản. Một là nó ít chữ thôi và hai nữa là nó luôn luôn tạo thành những cái khoảng trống cho mắt đấy. Ví dụ như cả một cái cuốn tạp chí nó dài rộng như thế này, thế nhưng mà có khi nó viết chữ nó bé tí đậu teo đấy, còn ở bên dưới thì là để khoảng trống không. Thế còn Việt Nam nhà mình thì có bao nhiêu khoảng không thì cho tương hết vào đấy, rất là mệt mỏi và đau đầu. À này, hôm nào anh chị em hộ tôi một việc này nhá, chúng ta cùng comment của tôi xong anh chị nhìn thấy chưa, anh chị đi qua cái khách sạn Novotel ấy, khách sạn Novotel ở gần đường chỗ giao nhau của đường Thái Hà và đường Tôn Đức Thắng ấy. Cái chỗ mà gọi như là khách sạn Novotel mà chính là của cái xe đạp Thống Nhất đấy. Đấy. Cả cái mặt tiền của khách sạn Novotel nó lớn như vậy. Là khách sạn 4 sao nó lớn như thế. Thế mà chị em thấy cái biển hiệu của khách sạn Novotel nó bé tí tẹo teo ấy. Nó bé như đúng rồi, Novotel đối diện Bắc Sơn ấy. Nó bé như kiểu là cái bạn nhìn bạn sẽ tưởng tượng nó giống y hệt như kiểu là cái mác áo ấy, đính cạnh cái áo ấy, nó nhỏ tí tẹo teo như vậy. Thế nhưng mà hầu như ai đi qua đấy, 100 người đi qua này, có tôi nghĩ là phải 100 người đều chú ý đến cái biển quảng cáo đó. Bởi vì nó quá bé so với cả cái đúng rồi, giao nhau giữa Thái Hà và Tây Sơn đấy Vương Quý ạ. Less is more, chính xác. Thế thì nó là cái cờ vẫy nhưng mà nó trông rất giống như kiểu là cái khi mình mua áo về bên cạnh sườn áo nó có một cái mác nho nhỏ đấy. Đấy thì là nó làm như vậy. Chứ còn nếu tôi nói đùa, tôi thỉnh thoảng tôi đưa vợ tôi qua tôi nói là gì, anh mà là chủ khách sạn Novotel này thì
Chắc là anh phải thuê làm cái biển tấm thật lớn, cỡ gọi như là phải 50 mét nhân 50 mét, anh ốp thẳng cái mặt cái khách sạn của nhà anh, nó mới tự hào, nó mới hoành tráng được. Nhưng mà báo cáo anh các chị là đấy là một cái tư duy nó rất dở hơi. Vì vậy là báo cáo anh các chị là cái cách mà chúng ta sử dụng phông chữ, cỡ chữ đấy là chúng ta cũng cũng nên lưu ý một chút. Rồi là cái hiệu ứng về chữ, chẳng hạn anh chị xem các cái quảng cáo của Tây ấy, là ngay bản thân chữ nó đã là một cái bức tranh rồi. Ngay cả cái cách sử dụng cỡ chữ nó đã là một cách design rồi, chứ không phải là cái việc mà chúng ta có phải là tương đủ các loại chữ vào đấy trông trắng ra cái kiểu gì cả. Thế nhưng mà để thay đổi tư duy này của mấy ông thiết kế là khó lắm, và ngay cả tư duy của chúng ta là những người làm chủ, là những người làm kinh doanh, thì chúng ta cũng không thay đổi tư duy này được. Và chúng ta cứ muốn là một là tiếp tục là gì ạ, khi mà căn lề chúng ta rất hay có cái bệnh thần kinh này, chúng ta căn lề là căn lề giữa anh chị em ạ. Tôi không thấy cái căn lề gì nó có thể xấu, nó quê mùa như căn lề giữa được anh chị em ạ. Viết một cái gì đó ra cái căn lề giữa cứ đều chắn chặn ở giữa đấy, thì trông nó rất là buồn cười, đúng nào. Nhiều khi là chúng ta căn lệch hết về bên phải chẳng hạn, hay là đôi khi chúng ta căn lệch hết về bên trái chẳng hạn. Thế còn có một kiểu là chúng ta cũng hay căn, là chúng ta căn ở căn đều hai bên, justify cho nhiều vị, và nhiều khi là cái khoảng cách giữa các chữ nó bị kéo giãn giãn rộng ra, làm cho nhiều khi người ta cảm thấy nó có một cái gì đấy nó hơi hơi bị khiên cưỡng. Thế thì thưa anh các chị rằng là ở đây hôm nào tôi sẽ có một chuyên đề riêng, nếu anh chị có nhu cầu thì tôi nói về cái vấn đề liên quan đến cái bố trí. Mặc dù tôi không phải là dân học về mỹ thuật và tôi cũng không biết nhiều về mỹ thuật, nhưng mà tốt nhất là tôi đang đứng góc độ là một khách hàng, khi mà đọc những cái nội dung đó, khi mà xem những cái content đó, thì thay vì việc là chúng tôi quan tâm vào content này, chúng ta phải quan tâm quá nhiều về những cái hình thức vớ vẩn và làm cho nó tới người ta mất đi cái sự tập trung, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ thế này, đến cách tiếp theo đó là cách mà chúng ta vận dụng số lượng từ và cũng như là cái tính thơ của cái tiêu đề. Các bạn viết xuống nhá, đây là cách số 16 này, đó là vận dụng tốt số lượng từ và tính thơ của các cái từ ở trong cái câu tiêu đề. Nếu anh chị để ý thì anh chị mới thấy có một điều rất hay nhé, là tất cả cuốn sách hay trên thế giới thường là có bốn từ. Anh chị hôm nào chúng ta làm thử một cái trắc nghiệm nho nhỏ thử này. Tôi nói ví dụ nhé, anh chị nghĩ sao đấy, chị ra hiệu sách chị thấy một cái cuốn sách cái tiêu đề này, Đường xưa mây trắng của nhà sư Thích Nhất Hạnh ấy. Đường xưa mây trắng, anh chị thấy hay không? Thế bây giờ bạn viết thành là con đường ngày xưa và mây trắng bay ở cuối bầu trời ấy, chẳng ai mua cuốn sách đấy cả. Nhưng nếu bạn ghi là đường xưa mây trắng, thứ nhất là bốn từ đúng không, và nó rất thơ, đường xưa mây trắng. Hay là một cái tác phẩm mà tôi đang đọc đây này, tôi rất thích cái tác phẩm này, là gì ạ, Trăm năm cô đơn, anh thấy hay không? Thế bây giờ anh chị đọc một cái tiêu đề là trăm năm mà mình vẫn cảm thấy cô đơn á, chả ma nào đọc cái này cả. Thế nhưng mà là trăm năm cô đơn, cảm ơn Dương Hải Đông, cuốn theo chiều gió. Thưa anh chị em, cuốn theo chiều gió tuyệt vời luôn. Nào, thế còn cuốn gì là sói già phố quân. Tôi đang đọc những cuốn trước mặt tôi này, Việt Nam phong tục. Tiếp tục. Nhiều lắm anh chị em ạ, một đời quản trị, một đời thương thuyết, bán hàng sững sờ. Cái gì đây, nhiều lắm, trí tuệ cảm xúc, doanh nghiệp thế kỷ, vân vân và vân vân. Và tôi để ý có một điều đó là thường rất nhiều người người ta sử tử huyệt cảm xúc, cảm ơn Hoàng Trung Phương. Sói, tôi nhắc lại anh chị lần nữa là nếu anh chị tìm thì sẽ thấy rằng là gì, những cuốn sách hay là những tiêu đề có bốn cha giàu cha nghèo tuyệt vời, cảm ơn Lương Ngọc Trung, ngay trước mặt tôi, thì anh chị mới thấy rằng là cái cách người ta dùng từ nó mang đậm tính thơ. Và bốn từ phải nói là cái mà tôi cảm thấy rất hay, Think and Grow Rich, bốn từ đúng không ạ? Thế thì thưa các chị là vì vậy ngày xưa ấy, tôi nói với anh chị là ngay cả cách đặt tên các cái ngân hàng, tôi nói thêm với chị một chút là chúng ta mới hiểu câu chuyện này này. Dũng giật dẹo là ba từ Dũng nhá. Đây là đây đúng không ạ? Anh chị nghe này, ngân hàng nó lại cổ khác này, Vietcombank, Vietinbank,
Hay không? Nó ba từ nó có khái niệm Vietcombank, Vietinbank, Techcombank, Tiên Phong Bank, Quân Đội Bank. Thường nó là ba từ đọc lên hay. Cho nên vì vậy báo cáo các chị là riêng cái chỗ này tôi nói thêm, cái cách đặt tên ngân hàng ấy, có nhiều ngân hàng mà dài quá, bốn từ cũng hay, Liên Việt Postbank, nó chắc, Agribank, bốn từ ba. Vì vậy là nó là ba từ, bốn từ hoặc một cái gì đó nó rất là hay. Còn nếu mà nó dài hơn hoặc nó BIDV này, Sacombank này, thì nó đều làm cho người ta cảm thấy cái gì đó nó chắc chắn và nó đáng tin cậy. Đấy, thế vì vậy báo cáo anh các chị là còn nếu nếu trong trường hợp chúng ta đã bị chót làm một cái câu nó dài thì anh chị phải cân đối từ ngữ làm sao để mà chúng ta có được cái sự thu hút. Ở đây tôi nói luôn ngay anh chị em ạ, cái tính thơ của câu nó rất là quan trọng. Đổi đời ở tuổi 30. Thế nếu anh chị biết là đổi đời ở tuổi 30 thì nó có tính thơ nhá. Nhưng nếu anh chị biết là gì, làm thế nào để đổi đời được ở tuổi 30 thì nó chẳng thơ tí nào cả. Thế vậy nếu anh nào đã cho viết là làm thế nào để đổi đời được ở tuổi 30 ấy, thì anh chị bỏ từ được đi. Làm thế nào có thể đổi đời ở tuổi 30? Tức là vì vậy tôi nhắc lại lần nữa là nghệ thuật viết content, bản chất của vấn đề là anh chị phải cân đối từng câu chữ và đảm bảo cái tính thơ nó rất là cao. Đổi đời tuổi 30 ok. Làm thế nào đổi đời được ở tuổi 30 not ok. Làm thế nào có thể đổi đời ở tuổi 30 thì ok. Cho vì vậy là cùng là cái câu dài đó, nhưng nếu như anh chị để thành một câu nó dài thế này thì người ta không tách được ra. Bởi vì giống như kiểu đọc số điện thoại ấy. Tôi đọc số điện thoại tôi đọc là gì? 0949 71 8888. Nếu chị nghe số điện thoại của tôi đọc như thế, nhưng mà có nhiều người khác không hiểu đọc đấy chứ, 04 094 971 8888. Mày giờ ơi, ngay cả đọc số điện thoại, anh muốn người ta nhớ số điện thoại của anh thì anh cũng cần phải biết cách đọc. Nó chẳng có bất kỳ một nguyên tắc nào đọc số điện thoại cả, nhưng vấn đề đọc nó sao ta nhớ, đúng không nào? Chia tách số điện thoại sao cho nó hợp lý cũng là cách cho học có thể làm content. Cho nên vậy nếu mà chị đã cho viết câu dài rồi ấy thì anh chị phải phải xuống dòng. Anh chị làm sao phải xuống dòng để đảm bảo cái tính thơ của nó, cái tính tròn trịa và trọn vẹn của một ý nhỏ của nó. Cho nên khi mà tôi đọc các công văn do nhân viên tôi ghi lên, tôi rất hay sửa cái tiêu đề của một cái công văn hoặc là những cái câu mà nó xuống dòng không hợp lý. Nào chúng ta chú ý chỗ này này. Khi anh chị viết, cái việc xuống dòng là rất quan trọng. Nếu không nó sẽ dẫn đến hiện tượng như kiểu là đau bụng thì uống nhân sâm, xong là sang dòng tiếp theo là thì chết đấy. Vì vậy là tôi không bao giờ chấp nhận những câu như kiểu là một số giải pháp nhằm tăng, xong là ở dưới là tốc độ tăng trưởng kinh tế là vớ vẩn. Đúng không? Làm sao cho phải chia tách, làm sao mà nó phải hợp lý. Tất nhiên chúng ta không có quá nhiều thời gian để chúng ta có thể cân đối từng thứ một, nhưng mà chúng ta mà cầu thả trong cách viết như vậy thì nó làm giảm hiệu quả ra rất nhiều. Một là viết ngắn chơi được, còn nếu không thì viết dài là làm sao chúng ta phải cố gắng đảm bảo điều đó nhá anh chị nhá. Ok, xong. Tiếp theo. Cách số 17. Nêu bật ưu thế. Cách số 17 là nêu bật ưu thế của cái sản phẩm này, dịch vụ này, hoặc là một cái chương trình gì đó mà các bạn muốn chia sẻ với mọi người. Ví dụ nêu bật ưu thế là gì? Một câu đầu tiên thôi, 98% tự nhiên. Nếu các bạn để là 100% tự nhiên ấy, có thể người ta vẫn có chút gì đó nghi ngờ. Nhưng bạn ghi câu đầu tiên là 98% tự nhiên thì có thể người ta lại lại quan tâm, và đấy sẽ là một ưu thế nổi bật của bạn. Câu thứ hai là đăng ký 6 tháng, ưu đãi 6 năm. Đây là nổi bật cái ưu thế lên. Đúng nào? Tiếp tục nữa là gì? Nhận hàng sau 2 giờ hay là nhận hàng sau 10 phút. Vì vậy tôi nhắc lại lần nữa là bạn phải rất hiểu sản phẩm của bạn. Bạn phải rất hiểu dịch vụ của bạn và bạn chọn cho tôi một cái ưu thế nổi trội. Hôm nào tôi sẽ có một buổi đào tạo riêng về cái này. Cái này trong tiếng Anh nó gọi là USP, tức là
điểm bán nổi trội, cái điểm bán độc nhất. Bạn hãy chọn một cái điểm bán mà nó thật lòng là nó cực kỳ là nổi bật. Và các bạn cũng đừng tuyệt đối hóa nó lên. Ví dụ các bạn ghi là 98% là tự nhiên được hạn, là người ta sẽ thích hơn là 100% tự nhiên đấy. Thế cho nên là hay là ví dụ là đăng ký 6 tháng là ưu đãi 6 năm được hạn. Hay là ví dụ như là nhận hàng sau 2 giờ. Thì nó sẽ làm cho người ta cảm thấy là người ta không biết nó là cái gì sau 2 giờ, nhưng người ta nhận hàng sau 2 giờ có thể là một cái gì đó cũng tương đối là cạnh tranh, người ta sẽ đọc. Thì đây là cách số 17. Cách số 18. Cách số 18 rất hay nhá. Còn ai khác? Đặt một câu hỏi là còn ai khác? Còn ai khác hộ tôi share live stream lên trên mạng không nào? Còn ai khác chưa hiểu những gì tôi nói không nào? Còn ai khác mà cảm thấy buồn ngủ không nào? Còn ai khác mà cảm thấy bài giảng tôi đang hấp dẫn không nào? Còn ai khác tương tác nhiều hơn với tôi không nào? Thì đấy là cách câu hỏi người ta gọi là còn ai khác. Cái còn ai khác này nó như một câu gọi. Còn ai khác là như kiểu thức tỉnh. Còn ai khác này như một cái thúc hành động. Cách còn ai khác, ví dụ bạn thấy như này. Bạn đặt tiêu đề thế này rất hay này. Còn ai khác muốn thành công như tôi không? Đấy. Chứ bạn ghi là chia sẻ cái phương pháp thành công trái đọc đâu. Nhưng bạn ghi là còn ai khác muốn thành công như tôi không? Tiếp tục này. Còn ai khác muốn có thu nhập 3 tỷ một tháng không? Còn ai khác muốn khỏi bệnh gan trong vòng 2 tháng không? Cái câu còn ai khác này tức là nó chứng minh một điều, đã có nhiều người làm một điều đó, trong đó có bản thân của cái người viết ra. Và bây giờ người ta muốn giành cơ hội đó, giống kiểu là còn ai khác muốn nhận được sản phẩm này không? Còn ai khác muốn nhận được thì chúng ta hãy chia sẻ đi. Những người chia sẻ nhiều nhất, những người có comment nhiều nhất sẽ được tặng. Đã có nhiều người được nhận sản phẩm này rồi, vậy còn ai khác không? Cho nên người ta gọi là còn ai khác. Đúng rồi Vũ Khánh Vân ạ. Còn ai khác muốn thành công như tôi không? Còn ai khác muốn kiếm được 3 tỷ một tháng không? Còn ai khác muốn trở thành vua content nữa hay không? Thì nó làm cho những người chưa đạt được điều đó, người ta sẽ có háo hức, người ta sẽ muốn đọc. Người ta sẽ gọi như là muốn, gọi như là tham gia vào cái cuộc chơi thành công của bạn. Người ta gọi là còn ai khác. Cái câu còn ai khác này nó tận dụng một cái quy luật rất là hay trong kinh tế học và cũng như trong quản trị cũng như trong bán hàng, nó gọi là hiệu ứng thành công. Còn ai khác muốn nghe tôi không? Thì rất nhiều người nói là còn tôi thì những người khác cũng sẽ nói theo là còn tôi. Đấy, thì cái câu còn ai khác muốn thành công với thầy Dũng không? Thì sẽ có rất nhiều người nói còn. Chứ còn nếu mà không hỏi câu này thì tự nhiên mọi người sẽ chìm dần và thậm chí là rời khỏi live stream của tôi. Đúng nào? Đúng rồi, cô Tạ Thị Thản nó rất hay đấy ạ. Còn ai khác muốn có thu nhập như tôi không? Tôi xin trân trọng giới thiệu với anh chị em là cô Tạ Thị Thản là một người đã về hưu nhưng mà hiện nay là có thu nhập rất tốt từ việc là kinh doanh và bán hàng. Vì vậy là cô đặt câu hỏi trên bài viết Facebook cô là nếu cô viết rằng là gì ạ? Chia sẻ bí quyết thành công thì có khi không ai đọc. Nhưng mà cô ghi với cái chuyện là còn ai khác muốn có thu nhập hàng trăm triệu với một người về hưu như tôi không chẳng hạn? Thì có rất nhiều người là có thể là sẽ muốn vào và gọi như là sẽ học. Bùi Hòa nói đúng này, còn ai khác muốn học tập nhiệt tình như anh em ở đây không? Còn ai khác gọi như là nghiêm túc như tôi không? Thì đấy là những cái câu hỏi còn ai khác. Cách là cách số 18 anh chị em nhé. Cách số 19 này. Cách số 19 này. Nêu cái sự bảo hành và bảo đảm cho thành công. Nêu sự bảo hành và bảo đảm là cách số 19. Ví dụ đây này nhé. Thách thức sâu răng. Đảm bảo hết mảng bám. Thách thức sâu răng. Đảm bảo hết mảng bám. Thì cái từ quan trọng nhất là từ đảm bảo. Tiếp theo là ví dụ như là đảm bảo trị dầu tận gốc, gầu không quay trở lại. Thế thì ở đây nó chỉ đơn giản thôi là người ta đưa một cái từ là từ bảo đảm hay là bảo hành. Ví dụ như là không hết gầu không lấy tiền, hay là đổi trả 1-1 trong vòng 1 tiếng. Thì đấy là cái cách mà nêu cũng rất trực diện với cách người ta gọi là bảo hành và bảo đảm đấy, cho sản phẩm chúng ta. Và cũng nêu cho tôi làm sao cái sự đột phá hay là cái sự đặc thù mà mình làm được mà các đối thủ của mình không làm được, hay là hàng hóa của mình có được. Hay giống như kiểu một số thằng viết theo kiểu là nếu phát hiện hàng giả đấy bồi thường 10 tỷ chẳng hạn. Đấy, 100% xuất xứ từ Australia chẳng hạn, đúng không? Đảm bảo gọi như là hiệu quả gấp bội. Vân 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 thì đấy là cái cách mà người ta làm cái gọi như là thu hút.
bằng cách là đưa một cái gọi như là bảo đảm và bảo hành, hay là ghi một câu là gì, sản phẩm duy nhất được chứng nhận bởi FDA chẳng hạn, hay là sản phẩm duy nhất được cấp phép chứng nhận vàng, thì đấy là cái gọi là bảo đảm, hay là bảo hiểm duy nhất được bảo lãnh bởi bên thứ ba, vân 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 vân. Tóm lại là cái gì đó mà thể hiện sự bảo hành, bảo đảm, thì người ta cũng sẽ đọc cái nội dung ở phía sau xem mày là thằng nào mà mày lại có cái sự bảo đảm nó kinh thế. Thế thì ngược lại cách thứ 19 thì là cách số 20. Cách số 20 này là một cách tương đối là hay anh chị em này. Đó là gì ạ? Thừa nhận một khuyết điểm. Cái cách này là đầu tiên tôi định tôi không nói, thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là đã chia sẻ thì chia sẻ hết với các bạn về cái cách thừa nhận cái khuyết điểm này là một cách rất hay. Trong khi mà cả xã hội đều tôn vinh sản phẩm của mình, cho rằng sản phẩm của mình là nhất, vân vân và vân vân, thì có rất nhiều công ty thì người ta lại thừa nhận cái yếu điểm của người ta. Tất nhiên ta thừa nhận cách nó tương đối là khéo léo và chân thành, chứ không phải là cố tình bới móc ra một cái yếu điểm, đúng không nào? Ví dụ ghi một cái câu tiêu đề thế này: chúng tôi đang là số 2 và chúng tôi vẫn đang nỗ lực. Thì nó gợi cảm hơn nhiều anh chị ghi một câu là chúng ta là vô địch, rồi là tôi không có đối thủ, thì kia nó hợm hĩnh quá. Khi nào mà thật lòng là bạn phải như vậy cơ. Ví dụ bạn là ô tô, bạn là Mercedes, bạn là BMW, thì ngày xưa nó có một quảng cáo rất là hay ấy. Ngày xưa có thằng gì xe như là xe Elantra hay sao, ghi một câu là đi tìm đối thủ chẳng hạn. Nếu bạn ghi rằng là đi tìm đối thủ, tức là bạn thừa nhận rằng bạn nó là vô địch rồi, bạn đã cần tìm đối thủ. Nhưng mà vấn đề là xe Elantra thì làm sao mà đến mức độ là đảm bảo là đi tìm đối thủ được. Thế cho nên mặc dù về mặt ban đầu ấy nó thu hút là hay, tức là cái cách viết thì nghe có phải là hay, là đi tìm đối thủ, thế nhưng mà khi đặt vào cái sản phẩm của nó thì nó không phù hợp, nên vì vậy là người ta lại cảm thấy nó ra cười. Hay là ví dụ sản phẩm là xe VinFast của chúng ta mới ra đời chẳng hạn, thì mặc dù là chúng ta có rất nhiều cái ưu điểm, thế nhưng mà chúng ta ghi lại là gọi như là thách thức BMW chẳng hạn. Mình chúng ta thử làm một cái quảng cáo này ghi là thách thức BMW chẳng hạn, thì tất nhiên là nó có thể nó thu được một sự chú ý nào đó, nhưng mà có thể nó làm cho mọi người cảm thấy nó bị phản cảm, và cuối cùng nó chỉ dừng lại mức độ được đánh giá bạn là một cái câu tút hay, hay là một cái lời nói hay, nhưng mà nó không thể chuyển thành đơn bán hàng được, bởi vì bạn làm gì mà dám thách thức BMW. Chứ còn nhưng mà bây giờ như mà BMW chẳng hạn thì người ta ghi một câu là thách thức đối thủ, hay là đi tìm đối thủ, hay là gọi như là chán nản vì không gặp đối thủ, bạn thì ok, nhưng nếu bạn ngược lại thì không đúng. Cho việc ghi một câu ví dụ như chúng tôi là số 2 và chúng tôi đang nỗ lực, thì nó gợi cho người ta một cái gì đấy, người ta cảm thấy nó hợp lý và người ta đang đi theo. Thế tôi vẫn nói là cái cách đây một thời gian ấy, thì tôi có đi Ninh Bình, thì khi đến Ninh Bình thì tôi thấy là ở công ty nó treo ở ngoài cửa một câu rất là hay là gì ạ, chúng tôi đang đứng thứ 6 trong thị trường phân phối than tổ ong tại Ninh Bình, chúng tôi đang nỗ lực để cố gắng lọt vào top 5 năm 2015. Thế thường các chị là khi đọc những câu như vậy thì mình cảm thấy là nó rất là ngớ ngẩn, tự nhiên lại bảo là mình đang là thứ 6, thế xong lại cố gắng lên là top 5 trong năm 2015. Thế tôi mới gặp cái ông giám đốc, tôi hỏi một câu là tại sao lại viết câu đấy, thì ông bảo là thế này anh ạ, thị trường Ninh Bình của tôi mới có bao nhiêu đại gia làm than tổ ong, tôi vừa mới thành lập lên đang đứng thứ 18, 19, thế nên nỗ lực vào thứ 6 là đã là quá tốt rồi. Nhưng mà anh nên nhớ rằng từ thứ 6 lên thứ 5 ấy, mình phải đè bao nhiêu thằng mình mới vào thứ 5 được, mình chạy nó cũng chạy. Cho nên vì vậy là ghi như thế nó vừa thể hiện sự tôn trọng đối thủ, và hai nữa là nó rất là làm cho cái cán bộ nhân viên ta thấy có mục đích đến cụ thể, người ta cố gắng phấn đấu, và hai là khách hàng đọc người ta cảm thấy nó thằng này nó được, nó biết mình biết ta. Chứ còn chưa thành lập công ty có mỗi 2 tỷ đồng, hai vợ chồng mới tự nhiên khi là thách thức cả thế giới với cả là vô địch, rồi là đây là số 1 với cả đây là ngoại hạng thì nó không hay lắm. Tôi nhắc lại lần nữa, đó là anh chị thấy không ạ, ngay cả quảng cáo ngân hàng hiện nay, tôi cũng rất nhiều lần tôi nhận xét về cái quảng cáo ngân hàng hiện nay. Trên một tuyến phố có 30 cái ngân hàng thì 30 ngân hàng đều ghi là ngân hàng tốt nhất Việt Nam, thì tóm lại là ngân hàng nó tốt nhất Việt Nam. Điều đó nó hoàn toàn nó không một chút nào mà gợi cảm cả, và nó chẳng có một chút nào. Và tôi nhắc lại là cái tôi tin với các bạn rằng là cái việc mà người ta lựa chọn ngân hàng nào đó, nó hoàn toàn nó không phụ thuộc vào cái câu bạn ghi rằng là bạn là ngân hàng tốt nhất Việt Nam. Vậy thì bạn ghi câu đó để làm gì? Đặc biệt nếu như ngân hàng tốt nhất Việt Nam mà lại được bầu chọn bởi những cái tổ hợp, cái tổ chức nó chẳng liên quan đến ngân hàng đấy ạ. Tôi hay đùa một câu là ngân hàng tốt nhất Việt Nam do hiệp hội những người trồng lúa Cà Mau Bình chọn để giải quyết vấn đề qué gì, đúng không? Cho nên vì vậy mà các anh chị canh là khi mà chúng ta đưa ra một cái nhận định, một cái câu nói nào đó để người ta thu hút được đọc ấy, thì cần phải có một cái gì đó, là một là tôn trọng đối thủ, là một giống Thơm Đào nói,
giống Rosa Tạ Sen nói, và thứ hai nữa là nó phải thể hiện là đúng cái bản chất của vấn đề, nhưng nó cũng thể hiện là mình rất ý thức được cái vị trí đang có của mình và mình đang cố gắng phấn đấu. Đấy, vì vậy là chúng ta cũng 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 cố gắng là chân thành cái chỗ này. Đây là cách số 20, thừa nhận khuyết điểm. À, cách số 21 đó là gì ạ? Cách số 21 đó là cảnh báo độc giả. Xin thưa anh chị, cảnh báo độc giả là một cách tương đối hay trong việc viết cái gọi là content. Cảnh báo độc giả là gì? Cảnh báo độc giả ví dụ thế này này. Bạn viết một cái tiêu đề là cảnh báo cho những ai đang mua hàng không rõ nguồn gốc, hay là cảnh báo cho những ai đang nghiện rượu quá 5 năm, hoặc là cảnh báo cho những bà mẹ hay dùng bỉm của hãng ABC. Thế thì báo cáo các chị là vì vậy, nhưng mà ở đây tôi nhắc lại lần nữa nhé, cái tức góc độ là cảnh báo này này. Cái thời gian vừa qua tôi thấy rằng khi mà một số người viết cái gọi là content ấy, người ta lạm dụng từ cảnh báo quá. Người ta dùng từ là viết, người ta làm từ như kiểu là bóc phốt ấy. Chẳng hạn như là bóc phốt công ty Kingsman chẳng hạn. Ui nghe kinh chết đi được ấy. Bóc phốt công ty Kingsman, thế là rất nhiều người, bởi vì sao? Đây là đánh vào cái tâm lý là gì? Tâm lý con người ta luôn luôn nhìn thấy rủi ro. Con người ta luôn luôn sợ rằng mình bị mắc các cái bẫy, cạm bẫy của cuộc đời và xã hội. Vì vậy các cái gì liên quan đến cảnh báo này, liên quan đến bóc phốt này, liên quan đến sự thật đằng sau này, là ta rất thích đọc và ta rất thích xem. Ví dụ là sự thật đằng sau những bài giảng của tiến sĩ Hoàng Trung Dũng chẳng hạn. Ui ôi, mọi người vào xem ngay. Thế còn khen ông Dũng giảng hay chứ chắc đã có ai vào, nhưng mà ghi là bóc phốt tiến sĩ Hoàng Trung Dũng chẳng hạn thì rất nhiều người vào. Thế nhưng tôi nhắc lại lần nữa nhé anh chị nhé. Chúng ta phải hết sức lưu ý, bởi vì tất cả những từ này đều là con dao hai lưỡi cả. Nếu anh từng được bóc phốt, mà anh bóc phốt được người ta thật, thì người ta sẽ cảm thấy là ồ, cái bài viết này rất có giá trị. Thế nhưng anh ghi là anh bóc phốt mà cuối cùng là hóa ra một bài toàn là khen anh ấy, thì ừ được rồi. Tôi nhắc lại lần nữa là ừ, coi như mày lừa tao được một lần đúng không? Ok, mày đưa tao vào ma trận mày một lần đúng không? Nhưng mà lần sau ấy, tất cả những bài liên quan đến bóc phốt của mày không bao giờ tao đọc nữa. Thậm chí tao sẽ coi thường cái thương hiệu của mày ngay. Tôi nhắc lại lần nữa là cho nên anh chị thấy không ạ? Anh chị thấy một điều là các công ty, các hãng lớn ấy, thế có bao giờ ta làm quảng cáo như xe Mercedes này, hay là BMW, hay là túi xách Louis Vuitton, Hermes, nó bao giờ ghi là bóc phốt Louis Vuitton? Tôi nhắc lại lần nữa là người ta không dùng cái cách đó cho những cái thương hiệu đã đủ lớn và người ta đã có những cái giá trị nhất định trên thị trường. Vì vậy là những cái công ty mà muốn nổi nhanh, những công ty, những sản phẩm mà muốn theo kiểu là muốn gọi như hốt bạc nhanh thì chúng ta hay dùng những từ kiểu đó đấy. Nó làm cho người ta lần đầu người ta có thể thú vị, người ta cảm thấy hay, nhưng mà tôi nhắc lại lần nữa là khi con người ta đã bị thương một lần rồi, người ta sẽ cảm thấy người ta sẽ bị gọi như là cảnh giác anh, và người ta sẽ cho anh làm trò, tôi dùng từ là gọi là làm trò. Một số người ta vừa đọc mấy bài báo ấy, bóc phốt chuyến đi của cô nọ cô kia. Mình tưởng cô đi đâu, cô làm cái gì, hoặc là bóc phốt nó sang đấy khoe là cô đẹp lắm, cô ta xinh lắm, mặc bộ quần áo đẹp. Tự nhiên tôi nhắc lại lần nữa là cái này là dở. Cho vì ở góc độ là nếu anh chị dừng lại cảnh báo thì ok. Ví dụ anh chị đưa những thông tin rất là khoa học, ví dụ như cảnh báo rằng những người uống rượu sau 5 năm thì gan sẽ bị thế này thế kia, rồi cảnh báo những người mà thường xuyên dùng gội đầu hóa chất thì da đầu sẽ bị thế này thế khác, cảnh báo những người mà không uống đủ nước, rồi không dùng đủ các thực phẩm hiệu quả thì sẽ mất đi collagen, độ bền chắc của da. Tức là anh phải đưa ra, đã là cảnh báo thì phải cảnh báo thật. Anh cảnh báo là anh phải cảnh báo những câu chuyện thật mang tính khoa học cao, chứ không phải cái kiểu đi bóc phốt và cảnh báo kiểu rẻ tiền câu view ấy. Bây giờ là đâu đâu cũng dùng những từ như kiểu thế. Đấy, thì vì vậy là tôi nhắc lại lời là cái kiểu này cũng được, nhưng mà tôi nói là cảnh báo đối với chúng tôi là cảnh báo nghiêm túc. Là cảnh báo, ví dụ như là cảnh báo đối với những tay lái mới chẳng hạn, thì anh có thể cảnh báo những cái cạm bẫy của tay lái mới hay gặp phải, ví dụ như điểm mù trên xe ô tô này, rồi là nghĩ rằng lái xe là quá đơn giản vậy, chủ quan này, vì vậy là một phút nhanh thì bằng cả đời chậm này, cảnh báo về việc là lái xe bằng hai chân này, do một số người chưa quen được điều phối giữa ga và côn này, cảnh báo về việc là dán kính quá đen này. Tức là chúng ta phải đưa cảnh cáo thật và có những kết luận bằng chứng thật, chứ đừng bao giờ đưa ra cái kiểu cướp hiếp giết mấy cả giật tít câu view. Tôi nói thật với anh chị em là thời gian vừa qua khi mà tôi theo dõi cái cộng đồng làm marketing ấy, tôi thấy là, tôi dùng từ này anh chị hết sức thông cảm này, nhiều đồng chí trẻ danh đi làm marketing quá, vì vậy là cứ nghĩ rằng mình hay, viết câu gì cũng theo kiểu là cảnh báo với cả là bóc phốt với cả là đặt những cái tít nó ngược và nó phản cảm ấy. Và như vậy tôi nhắc lại lần nữa là các anh chị không hiểu sâu về cái content và không hiểu sâu về cái tâm lý khách hàng, vì vậy đã tạo thành những cái content nó phản cảm như vậy. Và suy cùng tôi nhắc lại được một lần thôi,
Đấy, vừa rồi cái câu chuyện gần đây nhất mà anh chị thấy trên mạng là có cái cậu gì đó đi Nhật Bản đó, đi review đồ ăn đó, xong khi một câu là gái Nhật quỳ xuống chân đó, tôi không tiện nói tên ở đây, thì khi mà anh nói những câu như vậy thì làm cho cả cộng đồng ta dậy sóng luôn, bởi vì kể cả những người Nhật đang sống ở Việt Nam, đúng là người ta cảm thấy là anh đọc có một cái câu nó không đúng với bản chất của sự việc, nó làm quá vấn đề lên. Làm gì mà tất cả gái Nhật phải quỳ chân đàn ông Việt Nam vớ vẩn, thì làm cho là anh có thể đánh sập chết anh ngay. Cho nên vì vậy chúng ta phải dùng ngôn từ nó khéo léo tế nhị thôi, thì đấy là cảnh báo độc giả này. Ngay sau đó thì cách số 22 đó là về việc là gì ạ? Dùng một số yếu tố hài hước, một số từ nó mang tính là hài hước, nó gọi là đu chen, gọi như là hợp thời, thế nhưng mà vô cùng cẩn thận. Tôi nói ví dụ thời gian vừa rồi mọi người hay nói những câu bị như là đi đung đưa này, đúng không ạ? Khi đi hết mình, khi về hết tiền này, ví dụ thế chẳng hạn. Tức là những cái câu nói đó là những câu nó mang tính là hài hước, thế nhưng mà không phải lúc nào nó cũng phù hợp với thương hiệu của chúng ta, không phải lúc nào nó cũng phù hợp với sản phẩm của chúng ta, và lúc nào không phải nó phù hợp với bối cảnh của chúng ta. Thế mà thưa anh các chị là chúng ta phải hết sức lưu ý. Tôi nói ví dụ như tôi đang làm xuất hiện ở góc độ tôi đang là một tiến sĩ, tôi đang là chủ tịch của một cái công ty về giáo dục chẳng hạn. Thế nếu tôi muốn viết câu view là vì là đi đung đưa, thì tôi lại phải lưu ý là có khi là mình phải viết rằng là hôm nay em đưa vợ em đung đưa, em đưa vợ em đi đung đưa thì được, đu đưa thì được. Thế nhưng mà tự nhiên bây giờ mình lại viết một câu là mình đi đu đưa chẳng hạn, thì có thể là nó làm cho, tôi nhắc lại lần nữa là cái hài hước ấy nó luôn luôn có giá trị 50-50. 50% cho thấy thầy thầy Dũng công nhận là thầy Dũng công nhận là dạo này vui vẻ thật đấy, hay thật đấy. Thế nhưng mà số người sẽ nói thế này này, mẹ thằng cha già này còn đú, giờ này còn đu đưa. Thế nhưng mà tôi nói là tôi đưa vợ tôi đi đu đưa thì được nhé. Bởi vì thứ nhất là vợ tôi trẻ, vợ tôi tuổi đấy còn đu đưa được. Thế hay là ví dụ như là hai bà cháu đưa nhau đi đu đưa, thì tôi chụp ảnh mẹ tôi với cả con tôi, hai bà cháu đi ngoài kia, tôi bảo là gớm cuối tuần mà bà cháu còn đưa nhau đi đu đưa thì được. Bởi vì nó hướng đến đối tượng là mẹ tôi và là con tôi, hai bà cháu đi đu đưa. Chứ còn bây giờ mỗi khi là tôi đi đu đưa chẳng hạn, thì vọng là bây giờ tôi đang chụp ảnh tôi với cả một ông cũng là chủ tịch một tập đoàn nào đó chẳng hạn, xong lại tự nhiên là ghi là hôm nay hai anh em lên hãng Marriott đi đu đưa, thì tự nhiên nó làm cho con người ta là cảm thấy là hai thằng cha như kiểu nó dở hơi thần kinh ý, ngớ ngẩn. Thế mặc dù nó có thể nó câu được một số view đấy, nhưng mà tự nhiên cái hình ảnh sâu hơn của chúng ta nó sẽ bị mất đi ấy. Hay là ví dụ như là tự nhiên là đi giảng hạn, khi hôm nay viện đi giảng cho tập đoàn rất lớn chẳng hạn, thì ghi là khi đi hết mình, khi về hết buồn, dở hơi. Thế mặc dù rằng cái câu đó nói thì nó cũng không sao, chụp một cái ảnh là đang dạy rất là hăng ở trên lớp, trong khi là khi đi hết mình, khi về hết buồn. Thế nhưng mà tự nhiên nhá, cái hình ảnh của chúng ta ấy. Thế vậy bây giờ quay trở về câu chuyện quan trọng hơn, anh viết cái đó mục tiêu của anh là gì? Nào thế giả sử mấy chị tưởng tượng nào, chúng ta trả lời cho tôi cái nào, chúng ta thử làm tí bài tập nho nhỏ nào, làm bài tập nhá, tương tác tí cho vui này. Giả sử hôm nay tôi đi đào tạo cho tập đoàn Viettel, ok, tôi đăng cái ảnh tôi lên đào tạo của tập đoàn Viettel, ở dưới toàn là các cái vị quản lý lãnh đạo, tôi cũng rất nghiêm túc, quần trắng áo đen, gọi như là đang giảng trên lớp, lớp học rất vui vẻ phấn khởi, tóm lại kết quả là rất ok, mà lại ghi một cái caption là gì, khi đi hết mình, khi về hết buồn. Thế theo anh chị, tôi nhắc lại lần nữa là chúng ta cùng tương tác nhé, theo anh chị một chút, thì theo anh chị nghĩ gì cái chuyện đấy, anh chị nghĩ gì nào? Anh chị ở tôi comment bên dưới anh chị nghĩ gì nào? Ở đây giống như kiểu hoạt nó là chim to dần đấy. Thế bây giờ cái câu chim to dần nó chỉ hợp phù hợp với cả mấy cái quán vỉa hè, mấy cái quán gọi như là nhậu lề đường thôi đúng không? Tự nhiên làm cái nhà hàng như kiểu nhà hàng 5 sao đặt ngay dưới chân khách sạn Marriott ấy, xong viện như là lâu lâu không có khách lại làm câu là Marriott chim to dần chẳng hạn, liệu có được không? Thế cho nên tôi nhắc lại lần nữa là chúng ta là gì? Chúng ta có thể câu view được người ta một lần, nhưng chúng ta sẽ mất đi cái bản sắc của chúng ta mất đi cái giá trị của chúng ta, và chúng ta mất luôn cả cái gọi như là giá trị thương hiệu chúng ta. Đúng rồi, Rosa Tạ Sen sẽ nói rằng cảm thấy thầy không nghiêm túc. Thứ nhất tôi coi cái việc đi giảng tôi không nghiêm túc. Thứ hai là tôi cũng coi rằng là cái tập đoàn tôi đang dạy nó cũng chẳng nghiêm túc. Tự nhiên đi giảng lại bảo nó hết buồn, chẳng lẽ tôi đi giảng lại phải buồn đúng không? Ở giờ này là những người mà người đọc sẽ đánh giá về hình ảnh Thế Dũng không nghiêm túc trong công việc, đúng rồi, hợp ngữ nó đúng nhá, không phù hợp đúng không ạ, Phương Độ nói là không phù hợp với bối cảnh, đúng không, ta nhắc lại nó chỉ không phù hợp với bối cảnh đấy. Nếu đọc như vậy em sẽ nghĩ trước đó thầy buồn, thầy đi giải trí cho hết buồn, đúng rồi,
mà đi dạy cho tập đoàn Viettel đâu phải đi giải trí đúng không anh chị nào? Cảm thấy mất hình tượng và giá trị vốn có của thầy Nguyễn Đức Hùng thì nó là không chuyên nghiệp. À, rất tuyệt vời, cảm ơn Hùng. Đúng không ạ? Ai rồi ơi, Trung Thành Phương viết câu này mới sợ này, Viettel đã mời nhầm thầy. Tức là hóa ra thầy giống kiểu đi gái nhảy vậy đúng không? Thầy làm gái nhảy thì được, đi hết mình về nó hết buồn, không hợp và không chuyên nghiệp. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đây, chúng ta đều nhận thức được như vậy. Cho vì vậy là khi chúng ta viết ra một câu gì nó mang tính là hài hước, nó vui vẻ, chúng ta cũng phải hết sức lưu ý. Nó phải hợp với đối tượng người nghe này, nó phải hợp với cả cái bối cảnh này, nó phải hợp với cả cái giá trị của mình này, với sản phẩm của mình này. Và hơn nữa là gì, khi mà tất cả mọi người đều đã nói rồi mà mình lại nói thêm nữa, mình cũng chẳng phải là người dẫn đầu, mình lại tự nhiên trở thành một cái thằng mà nó trở nên ngớ ngẩn đấy, đúng không ạ? Đấy, thì báo cáo anh chị thì đây là cái là rất là hay. Tiếp tục nữa là gì, tiếp tục nữa là lại một câu chuyện liên quan tới cái cách thứ tiếp theo, đó là chúng ta dùng một từ ví dụ như là dễ như trở bàn tay. Dễ như trở bàn tay nào anh chị nào, dễ như trở bàn tay, cách này rất là hay. Ví dụ anh viện viết như sau này: tóc có gầu ư, chuyện nhỏ. Hay tiếp theo là bạn bị yếu sinh lý, 2 viên một tối thôi. Tiếp theo này, gan nhiễm mỡ, vô tư đi bạn. Tức là cái cách viết content này là cách viết mà chúng ta coi mọi việc mà vốn dĩ nó là nghiêm trọng hoặc tương đối nghiêm trọng trở nên dễ như trở bàn tay. Thế thì cái câu này nó sẽ viết thành 2 đoạn. Câu đầu nó sẽ là một câu hỏi và câu sau là một câu trả lời, nó gọi như là đơn giản hóa hơn cách người ta nghĩ. Ví dụ nhé, tóc có gầu ư, đúng không ạ? Chuyện nhỏ. À, bạn bị yếu sinh lý, 2 viên một tối thôi. Gì nữa nào, gan nhiễm mỡ, vô tư đi bạn. Thế tức là Dương Tố Loan nhé, gan nhiễm mỡ là phải chấm hỏi một cái, xong là vô tư đi bạn là chấm than một cái. Đấy, gan nhiễm mỡ, hỏi nào, đúng nào. Hay là ví dụ như là gì, bạn không biết tráng trứng, chấm hỏi, dễ như trở bàn tay. Tức là đơn giản hóa vấn đề đi và làm cho người ta sẽ cảm thấy là tại sao tráng trứng, mình trắng chẳng bao giờ ra hồn mà tại sao nó nói dễ trở bàn tay nhỉ? À, tóc mình người lão cũng có gầu mà nó lại bảo là chuyện nhỏ nhỏ thế quen nào được, để cho người ta sẽ kêu gọi. Đấy, vì vậy có nghĩa là vừa đặt vấn đề và vừa có cái gợi ý về cách giải quyết vấn đề mà nó rất là đơn giản. Đúng rồi, Hoàng Thị Huyền Nhung viết đúng rồi đấy, gan nhiễm mỡ, vô tư đi bạn. Ok, vậy thì đây người ta gọi là dễ như trở bàn tay. Cái tiếp theo mà anh chị cần phải lưu ý cho tôi đó là cái này, đó là cẩn thận với nền đen chữ trắng. Cái này lại phải quay trở về câu chuyện không phải là content nữa mà nó là câu chuyện liên quan hình thức của content. Thế thì anh chị em biết là hiện nay trên Facebook ấy, khi mà chúng ta viết những content ngắn ấy thì Dũng đặt ra đúng rồi, tóc khô sơ hãy để tôi giải quyết. Thế thì ở đây tôi nhắc lại lần nữa là gì, ở đây trong Facebook khi mà chúng ta viết những content ngắn ấy, nó sẽ có những cái mảng màu, ví dụ như màu đỏ này, màu xanh này, màu tím, màu đen này, và chúng ta viết nên và chúng ta nghĩ rằng như vậy nó rất là hợp lý và rất là thu hút. Thế nhưng mà anh chị lưu ý một điều thế này này, đấy chính là cái cạm bẫy mà chúng ta rất dễ vướng phải đấy. Anh chị nghĩ sao nếu một ngày đẹp trời mà tôi mở Facebook của tôi ra mà trên cái gọi là timeline của tôi rực toàn là các cái màu đỏ chót này, chữ trắng này, hay là màu đen này, chữ trắng này, là màu vàng này, chữ đen này, nó đập vào mắt tôi những mảng màu như vậy. Thế trong khi mà tất cả mọi người đều viết bình thường mà một mình có cái khung như vậy thì cảm thấy nó ok, mọi người sẽ thu hút, nhưng nếu tất cả mọi người như vậy sẽ làm mình cảm thấy rất là nhàm chán. Chưa kể rằng ông chọn cái khung như vậy mà ông tên tương toàn chữ hoa vào nữa chẳng hạn, đọc giấy rít chữ nữa chẳng hạn, rồi là xuống dòng nó không hợp lý, dùng thêm icon nữa thì báo cáo anh chị nhìn chắc là toét mắt ra. Và đặc biệt nếu anh chị đọc trong tác phẩm cực kỳ nổi tiếng đó là những lời tự thú của Ogilvy ấy, thì ông ta viết một câu là gì, chỉ có những thằng ngu làm quảng cáo thôi thì mới viết là nền đen chữ trắng. Ý nền đen chữ trắng tức là viết 2 cái màu nó tương phản nhau ấy, nó quá tương phản nhau ấy thì nó sẽ làm cho người ta cảm thấy mệt mỏi. Nếu như đấy là một cách làm ấn tượng thì cũng thể coi là ấn tượng, nhưng nếu bạn lạm dụng cái điều đó, đặc biệt là khi bạn viết quảng cáo, thì làm cho người ta sẽ cảm thấy rằng là giống như ở Việt Nam, tôi nhắc lại lần nữa là chúng ta luôn có một cái kiểu làm rất buồn cười, tức là cứ phải đen trên trắng này, cứ phải gọi như là đỏ trên vàng này, cứ phải gọi như là 2 cái màu nó tương phản nhau, nó đập nhau cứ chói chọi chọi và làm cho người ta cảm thấy rất là mệt mỏi. Tôi nói là khi chúng tôi làm sản phẩm cũng như vậy thôi, là chúng tôi luôn luôn phải thử. Thì ban đầu thì bao giờ những cậu thiết kế cũng làm ví dụ như là màu là trắng với cả
đen chẳng hạn. Thế nhưng mà nhiều khi tôi đặt vấn đề ngược lại, tôi bảo này bạn này, thế tại sao em không làm nền trắng mà cái chữ nó cũng là chữ trắng nhưng mà nó là chữ bạc chẳng hạn, hay là bạc ghi chẳng hạn, thì nó có thể là nó vẫn nổi nhưng mà nó vẫn cùng với gam với cả cái trắng kia, nó làm cho dễ nhìn hơn không? Hay là có thể là một nền vàng nhưng mà chữ này màu vàng đậm hơn chẳng hạn, hay là màu chuyển sang một màu hơi gam nâu nâu cũng được, làm gì mà cứ phải là hai cái màu nó làm nên nó ngược nhau thế này. Thế thì ở đây tôi nhắc lại các bạn một lần nữa, đó là chúng ta hết sức lưu ý trong cái việc mà chúng ta sử dụng những cái gam màu nó tương phản, hoặc là những cái gì đó nó cứ đối chọi với nhau như vậy làm ra rất là mệt. Thế cách tiếp theo là cách số 26, thì báo cáo anh chị là người ta gọi là cường điệu lợi ích. 26 là cường điệu lợi ích, và cái này là cái mà tôi muốn anh chị em hết sức lưu ý nha. Cường điệu lợi ích là gì nào? Ví dụ, viết câu là gì? Hãy khỏe như một vị vua. Chấm than một cái. Câu tiếp theo ví dụ như là ăn ngon như hoàng hậu với vitamin bổ sung. Ví dụ Ngọc Trinh sẽ khóc khi nhìn thấy làn da bạn. Thế thì báo cáo anh chị là những cái câu nói đó là những câu ta gọi là cường điệu lợi ích. Đúng không ạ? Cường điệu lợi ích lên. Thế thì thưa anh chị là gì? Bạn hộ hộ tôi đánh số nha, đến đoạn này tôi cũng không nhớ chính xác là số bao nhiêu nữa rồi. Tóm lại thế, nhưng đảm bảo không thiếu phần nào đâu. Nó đã số bao nhiêu hộ tôi cái 24, 25, 26 gì đó đúng không ạ? Ví dụ là tôi nhắc lại là hãy khỏe như một vị vua. Chấm than, chả biết là khỏe thì kiểu gì, khỏe ăn hay khỏe làm hay khỏe cái gì. Có thể ví dụ như là ăn ngon như hoàng hậu với vitamin bổ sung. Hay là ví dụ là Ngọc Trinh sẽ khóc thét khi nhìn thấy làn da của bạn. Thế thì đây là cái cách mà làm cho người ta có, người ta gọi là cường điệu lợi ích lên. Làm gì mà đến mức độ mà khóc thét. Em nói về vấn đề về cường điệu lên thì hôm nay tôi nói chuyện vui với chị em tí tẹo thôi cho nó vui thôi. Để cho các bạn đỡ buồn ngủ, mà đặc biệt có chị em phụ nữ trên đây. Anh chị biết rằng là ở Trung Quốc ấy thì nó có cái gọi là tứ mỹ nhân, tứ đại mỹ nhân. Nếu tôi ai nhớ hộ tôi thì qua mẹ tôi cái nào, một là Tây Thi này đúng không ạ, hai là Võ Hậu à, ba là cái gì đấy Dương Quý Phi, và bốn là một cái nàng đó mà tôi hay quên tôi cái cơ đấy cái gì, tóm lại là có bốn cô gọi là tứ đại mỹ nhân. Thế thì bốn tứ đại mỹ nhân này nó tương ứng với cả bốn cái câu rất nổi tiếng, là gì ạ? Là hoa hờn nguyệt thẹn, chim sa cá lặn. Tức là một cô là hoa hờn, hai là một cô là nguyệt thẹn, ba là chim sa, và bốn là cá lặn. À đúng rồi, Điêu Thuyền là một, Dương Quý Phi là hai, gọi như là cái gì đó, tóm lại là có bốn cô mà tôi không nhớ lắm. Thế thì bốn cô này đi với bốn câu là gì ạ? Hoa hờn nguyệt thẹn chim sa cá lặn, tức là người ta cường điệu hóa lên. Và đấy cách này tôi, anh chị thấy không, ngu cơ, đúng rồi ngu cơ và Dương Quý Phi, Tây Thi, chuẩn xác, Điêu Thuyền, Tây Thi, Dương Quý Phi và ngu cơ. Võ Tắc Thiên không có trong danh sách này đâu ạ. Võ Tắc Thiên là vua, là hoàng đế nữ Trung Quốc, không có Vương Chiêu Quân đâu, nếu tôi không nhầm là ngu cơ là đúng đấy, ngu cơ, Tây Thi, Dương Quý Phi và Điêu Thuyền. Thế thì ngày xưa chứng tỏ các cô đã biết viết content rồi. Nếu các cô tả rằng các cô đẹp thế này thế kia thì không ai quan tâm. Thế nhưng mà chỉ viết một câu là hoa hờn nguyệt thẹn chim sa cá lặn. Thì bây giờ nếu anh chị sang Trung Quốc hay anh chị đi xem một số cái tác phẩm ở Việt Nam cũng có bán ấy, người ta sẽ vẽ những bốn cái cô ngồi đó và đi liền, nó là những cái câu chuyện đó. Thế thì khi mà tôi mới hỏi cái người hướng dẫn viên du lịch là có đúng là các em này, các em ấy đẹp, các cô này đẹp theo cái kiểu là chim sa cá lặn hoa hờn nguyệt thẹn hay không, thì các anh mới giải thích thế này này, không phải thế. Mà hôm nay chị em trên mạng sẽ rất là vui vì câu chuyện này của tôi này. Hoa hờn là vì sao? Người ta nói rằng cái cô ấy da ấy đẹp đến mức độ mà hoa nó phải gọi như là cụp lại. Thế nhưng mà bản chất ấy không phải là như thế, mà vì cô này cô bị gọi là hôi nách. Một cô là bị hôi nách, nếu tôi nhớ không nhầm thì đấy chính là Dương Quý Phi đấy. Tức cô người ta cũng là rất hôi, vì vậy là đi đâu cũng phải mang cái túi thơm. Chứ hôm nào mà quên túi thơm là đi vào vườn hoa là nó hôi quá không chịu được, cái hoa nó phải cụp lại không thể ngửi được cái mùi đấy, người ta gọi là hoa hờn. Nguyệt thẹn là gì? Nguyệt thẹn tức là người ta nói là ví dụ cô ta đi ra nơi là ánh trăng nó phải chui lủi đi, chui mất vì nó thẹn, nhưng thực ra không phải đâu, mà vì bản chất đấy là một cô là mặt một bên nó bị nám.
Cho nên vì vậy là cô ta lúc nào cũng chỉ gọi như là quay một mặt ra ngoài thôi, cho nên trong cái bức tứ tố nữ ấy là có một cô lúc nào chỉ nhìn đến một nửa mặt, nên mặt bên kia tôi bị nám. Cho nên ánh trăng nó cũng biết là ngày xưa là vua chúa quy định là trăng phải sợ, mà thế là trăng cô ta chỉ thích ra bên ngoài những hôm nào mà trời nó tối tối thôi, trăng nó lẩn vào mây thì cô ta mới ra. Cho nên câu chuyện ở câu chỗ đây người ta gọi là nguyệt thẹn. Còn chim sa là một cô là tưởng là chim sa là nó thế nào, nó hóa ra là ngực cô ấy phẳng quá, cho nên con chim nó bay trên nó tưởng đây là cái sân bay, nó cắm thẳng xuống đấy đâm đầu nó chết. Thế mà cô nó là cá lặn, là bởi vì cô ta chính là cô Tây Thi đấy, là bó chân từ bé, vì vậy là chân nó bị thối chân. Thế cho nên là khi mà cô ta ra rửa nước suối chân nó thối quá, cá nó không ngửi được, nó bị bay chạy mất. Thế thì như vậy có nghĩa là chim sa cá lặn hoa hờn nguyệt thẹn đấy, chị với viết content đấy là đẩy con người ta lên, tức cường điệu hóa lợi ích, cường điệu hóa nó lên, chứ thực ra này không đến mức độ như vậy đâu. Cho nên cái ý nghĩa rất hay của nó là gì, là được coi là tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc, thế nhưng mà vẫn có cái khuyết điểm đó, nhưng mà vấn đề là người ta biết cách che khuyết điểm đi thì cũng trở thành hay, đúng nào. Và vì viết content nó quá hấp dẫn như vậy, nó mập mờ như vậy, làm cho bao nhiêu người hiểu nhầm, nhưng bản chất nó không như vậy. Cho nên tôi nghĩ rằng cái công là cái lịch sử content ra đời có khi nó là từ trước rồi, từ thời nào đã có content rồi. Thế cho nên là báo cáo anh các chị là nên là quýt à, đúng rồi. Cho nên là chúng ta đến tới tôi là cái sản phẩm chúng ta nó cũng không phải là hoàn hảo, cái thương hiệu của chúng ta nó cũng không phải là quá là kinh khủng, thế nhưng mà bởi vì là chúng ta viết thì nó ta cường điệu hóa nó lên thôi. Vì vậy là chị em phụ nữ ở đây ấy, bây giờ là có collagen này, có viên trắng da này, có đủ các thứ cả, nhưng vì vậy là không có gì mà phải buồn cả. Thế là chúng ta cứ gọi như là thoải mái đi, chúng ta sẽ đẹp thôi mà, đúng không nào? Ok. Thế thì ở đây tôi thấy hôm nay bị quá giờ, mất 15 phút để cho một số anh chị em chắc giờ này chắc buồn ngủ quá rồi, nó không chịu nữa, anh chị thấy không? Suy cùng thì chúng ta có năng lượng, những người đang ở đây tôi rất là trân trọng cảm ơn tất cả anh chị em Master Thắng, Minh Thiếu Gia, Dương Tố Loan, Lương Ngọc Chu. Các anh chị em đã đồng hành với tôi tầm này, tôi sẽ live stream đến khi nào không còn ai nghe nữa thì thôi. Vì còn mấy cách nữa tôi sẽ nói luôn, và chúng ta sẽ cho nó trọn vẹn 30 cách. Hẹn anh chị lần sau. À, ví dụ như là tiết lộ một lợi ích không ngờ là cách tiếp theo, là tiết lộ một lợi ích không ngờ. Cụ thể ví dụ thế này nhé. Làm thế nào để 500 người cùng đứng dậy vỗ tay khi bạn dừng bài thuyết trình? Thế thì anh chị em tưởng tượng là Trần Thị Huyền tranh thủ bán cái gì đây mà ai bị thối chân hôi nách thì IBM đây. Thế thì báo chí anh chị là làm thế nào để 500 người đứng dậy vỗ tay khi bạn thuyết trình kết thúc? Thế thì trước đây cái người ta không bao giờ thuyết trình được. Vậy bây giờ tự nhiên là có tận 500 người cùng đứng dậy vỗ tay thì đấy là một cái lợi ích không ngờ. Và cái con số đó là con số nó gọi là không tưởng. Thế là làm cho mọi người ta sẽ cảm thấy là người ta cần phải xem là làm thế nào, thằng nó nói thế nào làm sẽ có tác dụng như vậy. Thì đây là cách số 27. Thế thì cách số 28, cách này rất là hay này anh chị này. Nó gọi là nêu những cái lý do. Nêu những cái lý do, nêu lý do là gì? Ví dụ như bạn viết như sau này. Ba lý do bạn nên viết sách. Câu tiếp theo là năm lý do bạn nên biết nấu ăn. Hay là 10 lý do vì sao bạn không nên tiếp tục công việc hiện tại. Thế thì những cái câu nói này là nó nêu ra lý do. Như anh chị, anh để chị, anh chị học cho anh chị lưu ý câu này, viết này. Ba lý do vì sao bạn nên viết sách. Năm lý do, đúng không ạ, vì sao bạn cần biết nấu ăn ngon. Rồi là 10 lý do vì sao bạn không nên tiếp tục công việc hiện tại. Tôi hứa với các bạn là khi các bạn nhìn thấy những câu viết như thế này thì đại đa số là ví dụ những người đang làm công việc mà người ta cảm thấy hơi buồn chán này, người ta sẽ đọc. Những người nào mà nấu ăn hơi vụng về người ta sẽ đọc. Những người nào mà cảm thấy người ta chưa viết lách được cái gì ra hồn người ta sẽ làm, người ta sẽ đọc. Thì đấy người ta gọi là cách nêu lý do, đúng không? Cách số 29, cách tiếp theo đó là thủ pháp trước sau rồi nên không nên. Còn cách 30 thì báo cáo anh các chị nó dài lắm. Cách 30 tôi xin để trong buổi sau. Còn bây giờ chúng ta kết thúc bằng cách 29 này. Thủ pháp trước sau nên và không nên. Ví dụ bạn viết một tiêu đề như sau này. Những điều nên và không nên khi bạn mua ô tô. Đấy. Những điều bạn cần làm trước và sau khi bạn đi du học. Đấy. Những điều bạn cần lưu ý trước và sau khi lấy chồng. Những điều bạn nên và không nên khi kinh doanh online. Thế thì báo các anh chị em là tôi nhắc lại chỉ lần nữa, Huyền Nguyễn nói đúng nhá.
miếng ngon bao giờ cũng để đến cuối cùng. Cho nên vì vậy những người mà kết thúc sớm thì nói chung là toàn mất đi phần đấy thôi. Riêng cái việc mà được nghe câu chuyện là hoa hờn nguyệt thẹn chim sa cá lặn của tôi là xứng đáng bằng buổi live stream riêng rồi đúng không anh chị em? Còn cái cách số 30 tôi nhắc lại nữa là tôi cũng thương các bạn đấy, tôi để lại lần sau giảng tiếp, lớp 30 nó dài lắm. Và cho tiếp tục là gì? Những điều nên và không nên khi bạn tiếp xúc khách hàng khó tính. Những điều cần quan tâm trước và sau khi bạn nhập hàng. Thế tất cả những cái như vậy, nó gọi là thủ pháp trước sau và thủ pháp nên và không nên, nó luôn luôn làm cho người ta cảm thấy là vô cùng hấp dẫn. À, cảm ơn Nguyễn Hường, cảm ơn Nguyễn Thị Ngọc Lan, tất cả những bạn ở đây mà muốn học tôi ấy, hôm nào tôi đang định có một cái chuyên đề thế này, tôi thử với các bạn đây này nhá. À, kiểu gì thì kiểu trong số 30 bài chia sẻ của tôi cũng chọn ra một số bài chia sẻ, tôi sẽ chia sẻ từ lúc 0 giờ sáng cho đến 2 giờ đêm. 0 giờ sáng đến 2 giờ sáng. Và đến lúc đó tôi sẽ kiểm tra được ngay ai thật sự là người khao khát học tập, ai là người có thể thành công. Và tôi nghĩ có hôm tôi sẽ chia sẻ một hôm từ 4 giờ sáng đến 6 giờ sáng. Được chưa anh chị nào? Đã gọi là báo trước rồi. Đúng nào, báo trước. Tôi là người giảng tôi còn thức được, chẳng nhẽ các bạn không thức được. Mà 4 giờ sáng là quê dậy hết rồi. Người ta thức khuya dậy sớm thế, người ta thành công thì mình trên phố người ta thức khuya dậy sớm đúng không ạ? Vì vậy là tôi sẽ anh Dưỡng xin đường nói đúng đấy, miếng ngon này chẳng còn đến trưa đâu, chơi luôn đúng không ạ? Hôm nào tôi sẽ thông báo đàng hoàng, thông báo trước không chơi đánh úp đúng không ạ, là thông báo là live stream từ 0 giờ đến 2 giờ và live stream từ 4 giờ đến 6 giờ, là tôi thức được chẳng những anh chị em là không thức được đúng không. Đây là cả nhà tôi đang mất ngủ bởi vì tôi đang live stream mà mầm ở đây này. Tôi còn bây giờ báo cáo anh chị em là bà xã tôi cùng với cả anh em công ty vẫn đang nhập hàng, mới xếp hàng, mới đang điểm danh, điểm hàng nhiều quá anh chị em ạ. Mấy công liền mà bây giờ con cũng mất cả đêm hôm nay. Thế tuy nhiên thì cũng phải là dừng lại tí nữa mấy phút phải ra để xem là công ty thế nào, mang tiếng chủ tịch ngồi đây live stream cho mọi người. Trong khi những ông khác đi ngủ hết rồi, đầu tiên là gần 500 ông, bây giờ còn 200 ông, thế 300 ông đi đâu mất rồi. Cho nên là thực ra ấy, cùng là một nội dung giảng, cùng là một bài giảng nhưng mà có người thành công, có người không thành công. Có ông thì gọi như là đấy trâu chậm uống nước đục thôi, xong lại bảo là cái bài giảng của thầy em chả áp dụng được mấy. Tức là đoàn duy chơi của này 0 giờ 6 giờ thì chắc phải uống nước tăng lực rồi đúng không ạ? Hôm nào tiếu thích. Với tôi thực ra là cái việc mà thức qua đêm là chuyện bình thường. Giảng mà hăng lên thì một ngày tôi bình thường trước đây tôi đi giảng 9 tiếng một ngày mà. Sáng 3 tiếng, chiều 3 tiếng, tối 3 tiếng mà đều đặn trong vòng cả tháng vẫn ok. Giờ này 200 hơn con người đang theo dõi tôi đây là tôi thấy tuyệt vời lắm rồi. Và tôi rất là trân trọng cảm ơn bởi vì chính các bạn, chính con người đang có mặt giờ phút này là những người mà đem lại cho tôi rất nhiều cái hứng khởi và cũng là rất nhiều cái động lực để có thể là chia sẻ với các bạn. Thế thì thưa các bạn là cảm ơn các bạn và hôm nay tôi đã dừng lại ở góc độ là 29, cái cách chúng ta mở đầu cái content thôi. Thế còn cách số 30 và rất nhiều các nội dung khác thì sẽ hẹn các bạn ở buổi sau. Mà cũng có thể là để cho các bạn là không bị nhàm chán chẳng hạn thì cũng có thể là buổi sau tôi đã vẫn đào tạo theo cái nội dung bình thường, còn cái phần còn lại thì tôi sẽ tiếp tục đào tạo một cái buổi khác. Thì nguyên liên tục nó thay đổi mà bởi vì chúng ta học với nhau cả 30 buổi cơ mà đúng không ạ? Cho vì vậy là chúng ta sợ gì gọi như là không 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 nắm hết kiến thức đâu. Cảm ơn cho em rất nhiều nhé. À, và ngày hôm nay thì tôi nhắc lại lần nữa là tôi sẽ cho thư ký của tôi sẽ thống kê xem là ai có cái lượng share nhiều nhất. Tính đến tận sáng mai, vì vậy anh chị vẫn có thể tiếp tục share tiếp cái chia sẻ của tôi chứ không phải là dừng lại đâu. Thì tôi nhắc lại lần nữa đây là cái sản phẩm The Collagen Extra Plus rất là tốt dành cho chị em phụ nữ. Thế thì tôi sẽ dành tặng cái sản phẩm này cho ai tiếp tục từ nay đến sáng mai chúng ta tiếp tục chia sẻ và lan tỏa cái livestream này đến nhiều người hơn. Đây là sản phẩm mà chúng ta trực tiếp dùng để có một cái tuổi thanh xuân nó dài hơn, hiệu quả hơn, khỏe mạnh hơn, đẹp hơn. Và cũng là làm quà tặng nếu anh chị em là nam giới, nếu anh em là nam giới đúng không ạ? Cảm ơn tất cả mọi người. Mọi người nhớ đăng ký cả cái kênh YouTube của tôi nhé, để mọi người có thể xem lại bên kênh YouTube nữa, bởi vì có thể là bên Facebook thì đôi khi cũng phải dần dần cũng phải xóa bớt đi và anh chị em chuyển sang cái bên chỗ YouTube đó thì chúng ta theo dõi. Bên nó cũng có rất nhiều, thời gian tới tôi đang làm tầm khoảng vài chục cái chương trình đào tạo up lên trên Facebook và up lên trên YouTube để phục vụ các bạn. Các bạn đăng ký xong rồi các bạn cũng ấn vào nút hình quả chuông đó để các bạn có thể nhận được những cái thông báo mới nhất về các clip của tôi. Bên này thì nó nặng về live stream, còn bên kia nó là bên ý, các clip là tôi quay lại các cái clip, các cái bài giảng trọn vẹn để up lên trên đó.
và rất nhiều các nội dung khác nữa. Thế cảm ơn chị em rất nhiều. Anh chị em có các cái vấn đề gì khác thì ở các cái buổi đào tạo sau, buổi đào tạo hôm nay thì chúng ta không có cái phần liên quan giải đáp. Thằng các buổi đào tạo sau thì chúng ta sẽ có phần hỏi đáp để tăng cường giao lưu cho tất cả mọi người. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ, các bạn đã theo dõi và mong các bạn tiếp tục chia sẻ, đúng không? Để tôi có thể tiếp tục được phục vụ các bạn lâu dài và hiệu quả hơn. Chúc các bạn một đêm ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào. Good night.